Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 228. Cổ Thánh Vương kia lúc này cũng trống rỗng đầu óc. Mất rồi. Lúc này, ông ta cảm thấy giống như một giấc mơ vậy. Sau khi 8 người bị giết, Tần Quan vội thu gom nhẫn chứa đồ của 8 người, sau đó nhìn Cổ Thánh Vương còn lại cùng với nhẫn chứa đồ, như đang đợi gì đó. Mà ở bên kia, vẻ mặt Mục Hình Chi đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Thanh Nhi liếc nhìn Cổ Thánh Vương, còn muốn đổi hay không? Cổ Thánh Vương. Thanh Nhi lạnh lùng nhìn Cổ Thánh Vương, yếu nhất. Yếu nhất. Bị người ta đâm xuyên tim. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Cổ Thánh Vương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ông ta lại không thể phản bác. Mà lúc này, Mục Hình Chi ở bên cạnh bỗng nói, đạo hữu. Thanh Nhi đột nhiên quay người chém một kiếm. Thấy Thanh Nhi ra tay, ánh mắt Mục Hình Chi bỗng thay đổi, ánh mắt đầy vẻ lo sợ, nhưng ông ta phản ứng rất nhanh, khi kiếm tiến đến trước mặt thì ông ta đã đánh mạnh một quyền. Một quyền này dùng hết sức lực. Bởi vì lúc này, ông ta cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Bù! Kiếm hành đạo lập tức xuyên qua nắm quyền Mục Hình Chi, cuối cùng xuyên qua cánh tay đâm thẳng vào ngực ông ta. Mục Hình Chi trực tiếp bị ghim chặt tại chỗ. Thấy vậy, mấy ông lão đến từ Vị Lai vực ở bên cạnh bỗng tái mặt. Vẻ mặt Mục Hình Chi kia lúc này cũng đầy vẻ khó tin. Thanh Nhi nhìn Mục Hình Chi, đạo hữu, ngươi là cái thá gì? Mục Hình Chi hoàn toàn sững sờ. Cao thủ tầng 10, ông ta cũng có thể giết một cách dễ dàng. Đừng nói là cao thủ tầng 10, ngay cả cao thủ trên tầng 10. Ông ta cũng có thể dễ dàng miểu sát. Thế nhưng, ông ta không ngờ, ông ta cũng có ngày bị người ta giết như vậy. Là bị diệt gọn đấy. Ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có. Mục Hình Chi nhìn cô gái váy trắng, run giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có phải là người do chủ nhân Bút Đại Đạo cứ đến không? Nghe vậy, cô gái váy trắng nhíu mày, cử ta đến. Ông ta xứng sau. Mục Hình Chi tức giận, người dám coi thường chủ nhân Bút Đại Đạo. Tuy ông ta từng chống đối chủ nhân Bút Đại Đạo, nhưng trong lòng ông ta, chủ nhân Bút Đại Đạo vẫn rất kinh khủng. Quả thực là như thần vậy. Mà lúc này, nhìn thấy cô gái váy trắng lại xem thường chủ nhân Bút Đại Đạo, ông ta không cam tâm. Cô gái váy trắng nhìn Mục Hình Chi, yếu cũng không sao cả, chỉ sợ một người không biết mình yếu đến thế nào, đó mới đúng là chuyện đáng buồn. Mục Hình Chi quát lên, nếu ngươi đã cảm thấy chủ nhân Bút Đại Đạo yếu, vậy tại sao ngươi không đi khiêu chiến ông ta? Vẻ mặt cô gái váy trắng bình tĩnh, ngươi sẽ chủ động đi khiêu chiến với một con kiến sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo. Mục Hình Chi ngây người, còn muốn nói gì đó thì lúc này, chữ đạo của Diệp Trần ở bên cạnh lập tức tỏa ra luồng sức mạnh kinh người, đánh về phía Mục Hình Chi. Ầm ầm. Mục Hình Chi bị tiêu diệt hoàn toàn. Chủ nhân Bút Đại Đạo ra tay rồi. Lúc này, trong cấm địa thần hoang, rất nhiều người bị giam cầm đều bắt đầu run rẩy. Bọn họ cảm nhận được hơi thở của chủ nhân Bút Đại Đạo rồi. Thanh Nhi nhìn Diệp Trần bên cạnh, nheo hai mắt, rõ ràng, đối với chuyện chủ nhân Bút Đại Đạo đột nhiên ra tay, nàng không vui chút nào. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, bỏ đi, Diệp Trần huynh cũng là người mình. Lúc này Thanh Nhi mới rời tầm mắt. Thấy vậy, Diệp Trần thở phào một hơi, khoảnh khắc vừa rồi, y cảm giác như bản thân sắp chết rồi. Sau khi Mục Hình Chi bị giết chết, Tần Quan vội cầm lấy nhẫn chứa đồ của đối phương. Lúc này, Thanh Nhi nhìn ông lão từ Vị Lai vực bên cạnh, vẻ mặt ông lão lập tức thay đổi, vội vàng kính cẩn nói tiền bối. Lúc này, thân thể ông ta cũng đang run lẩy bẩy. Thực lực Mục Hình Chi kia rất đáng sợ, thế nhưng... Đối phương lại không có sức chống trả ở trước mặt cô gái này, đồng nghĩa, đến ông ta cũng không có sức phản kháng. Vẫn nên chịu trận. Thanh Nhi nhìn ông lão, vô dụng. Ngay khi dứt lời, một thanh kiếm đã xuyên qua trán ông lão. Ầm. Ông lão lập tức bị ghim chặt tại chỗ. Sắc mặt ông lão bỗng thay đổi, ông ta vội nói, các hạ, ta đến từ Vị Lai vực, ta là người của cấm địa. Cấm địa. Cấm địa Vị Lai vực, nơi đó ở Vị Lai vực cũng giống như thần vậy. Thanh Nhi nhìn ông lão, Vị Lai vực ở nơi nào?
chỉ hướng đi. Ông lão chần chừ, sau đó nâng tay phải lên chỉ, bên kia. Ông lão vừa dứt lời, kiếm hành đạo bỗng bay đi. Tại Vị Lai vực, cấm địa. Lúc này, một thanh kiếm bỗng xuất hiện tại cấm địa Vị Lai vực, thanh kiếm này vừa xuất hiện, một ông lão áo trắng đã xuất hiện trên bầu trời cấm địa. Ông lão áo trắng nhìn thanh kiếm nơi chân trời, nheo mắt, người nào lại dám tự tiện xông vào cấm địa ta, chán sống rồi sao? Kiếm hành đạo bỗng rơi thẳng xuống. Ầm. Chớp mắt, cả cấm địa lập tức hóa thành hư vô. Cứ vậy bị tiêu diệt. Sau khi cấm địa bị tiêu diệt, một bóng người bỗng xuất hiện trên bầu trời cấm địa. Bóng người dần dần hiện rõ, là một ông lão. Ông già này chính là lão tổ của cấm địa Vị Lai vực, cũng là người đã sáng lập cấm địa trước kia. Ông lão ngẩng đầu nhìn, lập tức nhìn thẳng đến Thanh Nhi ở cấm địa thần hoang. Ông lão nhìn Thanh Nhi, đang định nói thì Thanh Nhi bỗng vung tay. Ầm. Ông lão lập tức bị tiêu diệt. Từ đó, Vị Lai vực đã hoàn toàn biến mất. Tại cấm địa thần hoang, Thanh Nhi bỗng quay đầu nhìn phía gần đó, một ông lão bước ra, người này chính là Cổ Tang lúc trước. Cổ Tang kính cẩn thi lễ, bái kiến tiền bối. Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên cười nói, Cổ Tang tiền bối, thì ra ông ở đây à? Ta còn tưởng ông không có đây kìa. Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Tang lập tức nóng rát. Giống như lời Mục Hình Chi đã nói, quả thực ông ta sẽ không vì Diệp Huyên mà chống lại nhóm người Mục Hình Chi. Không đáng. Đương nhiên, lúc này ông ta đã hối hận rồi. Vô cùng hối hận. Ông ta thật sự không ngờ thực lực muội muội của Diệp Huyên lại đáng sợ đến vậy, ngay cả Mục Hình Chi còn có thể bị giết nhanh như thế. Quá kinh khủng. Thực lực này, đã vượt ngoài tầm hiểu biết của ông ta. Cổ Tang thôi nghĩ, kính cẩn thi lễ, Diệp Thiếu, xin lỗi. Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần xin lỗi, ta đã cứu ông cho ta đồ, chúng ta xem như đã thanh toán sòng phẳng rồi. Còn về ba việc mà ông nó, thôi vậy, ông đi đi. Cổ Tang cẩn thận thi lễ, sau đó quay người biến mất nơi chân trời. Lúc này, đương nhiên ông ta không dám nói gì thêm, vội vàng bỏ chạy mới đúng đắn. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi trước mặt, cười nói, Thanh Nhi, sao muội lại đến vậy? Thanh Nhi nhìn thẳng Diệp Huyên, nhớ huynh rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ ngây người, sau đó cười lớn. Tần Quan ở bên cạnh cũng cười tươi sáng lạn. Vừa nãy, nàng ta đã lấy được rất rất nhiều nhẫn chứa đồ. Phát tài rồi. Thật sự là phát tài rồi. Thanh Nhi nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai huynh muội đi về phía xa. Sở Thiên nhìn bóng lưng Diệp Huyên và cô gái váy trắng phía xa, khẽ nói, Hoàng lão, lúc trước người phân tích không đúng rồi. Muội muội này của Diệp huynh so với người lúc trước chúng ta nhìn thấy còn lợi hại hơn nhiều nữa. Hoàng lão im lặng một lúc rồi nói, đúng là lợi hại. Ta đúng là nhìn nhầm rồi. Sở Thiên còn muốn nói gì đó thì Hoàng lão bỗng lên tiếng, thực lực nàng ta, có lẽ sắp đạt đến trình độ chủ nhân bút đại đạo rồi. Đương nhiên, chỉ là sắp đạt đến, so với chủ nhân bút đại đạo chắc chắn còn một khoảng cách không nhỏ. Sở Thiên do dự chốc lát rồi nói, nhưng lúc nãy nàng ta nói, chủ nhân bút đại đạo chả là cái thá gì, có thể thấy rõ, nàng ta không buồn để tâm đến chủ nhân bút đại đạo. Hoàng lão cười nói, bình thường thôi, ngươi nhìn xem mấy người bị giam cầm, tại sao bọn họ lại bị nhốt ở đây? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ cũng từng tâm cao khí ngạo, cảm thấy bản thân đã đủ nghịch thiên, phản kháng chủ nhân bút đại đạo, lúc đó, mấy người này cũng coi thường chủ nhân bút đại đạo, thế nhưng cuối cùng kết quả thế nào? Ngươi cũng thấy rồi. Sở Thiên do dự rồi nói, ta cảm thấy, có thể nàng ta lợi hại hơn cả chủ nhân bút đại đạo. Sao có thể? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng lão nói, đây chắc chắn là chuyện không thể. Ngươi có biết chủ nhân đại đạo là thế nào không? Còn đáng sợ hơn tất thảy nhân và quả. Hắn không lộ diện, nhưng lại có thể nắm giữ vận mệnh tất cả sinh linh. Cô gái này tuy mạnh, nhưng, chắc chắn nàng ta không thể đạt đến cấp độ như chủ nhân bút đại đạo. Ngươi nghĩ xem, nếu nàng ta thật sự đủ mạnh, ca ca nàng ta còn bị chủ nhân bút đại đạo vứt bỏ sao? Sở Thiên im lặng. Hoàng lão nói tiếp, còn có một chuyện, ngươi nghĩ kỹ xem. Nếu cô gái này thật sự mạnh như chủ nhân bút đại đạo, vậy tại sao nàng ta không hề có chút danh tiếng nào cả?
khắp đất trời này, phàm là cao thủ, nhất là người có thể nghịch thiên, có ai lại không phải là người nổi bật xuất chúng. Mà cô gái trước mắt này, ta cũng chưa từng nghe đến, không chỉ ta, ngươi xem như lời của Mục Hình Chi lúc này, rõ ràng, hắn cũng chưa từng nghe đến cô gái váy trắng. Vì vậy, ta tổng kết phân tích lại, cô gái này thực sự rất mạnh, có lẽ kiểu địch thủ hiếm có dưới tay chủ nhân bút đại đạo. Vì vậy, ngươi cũng chớ nản lòng, cố gắng một chút, tương lai của ngươi, chắc chắn có thể đạt đến siêu việt. Phân tích của Hoàng Lão khiến Sở Thiên bán tín bán nghi. Bởi vì trực giác nói cho hắn ta biết, cô gái váy trắng kia không hề đơn giản, có thể không hề thua kém chủ nhân bút đại đạo. Đương nhiên, thân là đệ tử, tự nhiên sẽ không phản bác lại sư phụ mình. Như nghĩ đến gì đó, Sở Thiên quay đầu nhìn Tần Quan bên cạnh, vừa nãy Tần Quan này đã lấy rất rất nhiều nhẫn chứa đồ. Hơn nữa, đều là nhẫn chứa đồ cấp bậc thánh vương. Phát tài rồi. Sở Thiên thấp giọng thở dài. Lúc nãy chia đến mấy vạn thứ nguyên thánh tinh bỗng nhiên lại không thấy hay ho gì nữa. Lúc này, Tần Quan quả thực vui mừng không thôi. Phát tài lớn rồi, như nghĩ đến gì đó, Tần Quan vội thu lấy những chiếc nhẫn chứa đồ kia, sau đó chạy đuổi theo phía xa. Thiên mệnh váy trắng lại xuất hiện rồi, khoa học kỹ thuật nên đổi mới rồi. Trong tinh không phía xa, Thanh Nhi và Diệp Huyên chậm chậm bước đi. Tinh không sáng rực, yên lặng không tiếng động. Diệp Huyên kéo tay Thanh Nhi, nhẹ giọng nói, Thanh Khâu nói muội đi đến vũ trụ văn minh cấp bậc cao hơn, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, vũ trụ văn minh như thế nào? Thanh Nhi ngẫm nghĩ, sau đó nói, huynh muốn xem thử không? Diệp Huyên vội nói, muốn. Nói xong, hắn lập tức có phần chần chừ, có nguy hiểm không? Thanh Nhi cười nói, ta có thể đưa huynh đi. Diệp Huyên ngây người. Thanh Nhi quay đầu nhìn tinh không sâu thẳm phía xa, đi theo ta, thì không có bất kỳ nguy hiểm gì. Diệp Huyên cười nói, được. Hắn cũng muốn đi cùng Thanh Nhi khám phá thế giới. Xem như hắn cũng đã hiểu một đạo lý. Dựa vào bản thân hắn mà lăn lộn ở vũ trụ này, không biết phải trải qua bao lâu mới có thể tiếp xúc đến thế giới mà Thanh Nhi tiếp xúc. Nếu đi cũng không thể đi được, vậy thì dùng thang thôi. Thanh Nhi bỗng ở lòng bàn tay, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn kiếm hành đạo trong tay, khẽ nói, ca ca. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyên lại hỏi, sao vậy? Thanh Nhi khẽ nói, ta có dự cảm, có vài chuyện, có thể cũng sắp kết thúc rồi. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, sao lại nói vậy? Thanh Nhi lắc đầu, cũng không muốn nói thêm. Vẻ mặt Diệp Huyên nặng nề, trong lòng có chút bất an. Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, y đang trải đường cho những người kia. Diệp Huyên trầm giọng nói, chủ nhân bút đại đạo. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, là mấy người Diệp Trần sao? Chính là người thiên mệnh mới xuất hiện. Thanh Nhi lắc đầu, bọn họ không tính là người thiên mệnh. Diệp Huyên sửng sốt. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên. Ai là người thiên mệnh, có một phần là do chủ nhân bút đại đạo quyết định, còn có một phần là những người khác quyết định. Những người khác? Diệp Huyên có phần không hiểu, những người khác là người nào? Thanh Nhi ngẫm nghĩ rồi nói, sau này huynh sẽ biết thôi. Diệp Huyên? Thanh Nhi nói, lúc nãy huynh nói Diệp Trần gì đó, hắn không phải người thiên mệnh, trước mắt đến hiện tại, chỉ có ba người thiên mệnh thật sự, thứ nhất là phụ thân huynh, thứ hai là vô biên chủ. Thứ ba là huynh. Đương nhiên, vô biên chủ chỉ có thể xem là một nửa người thiên mệnh, bởi vì ông ta nửa đường đã bị vứt bỏ rồi. Vô biên chủ. Thanh Nhi nói tiếp, hiện tại y đang trải đường cho người thiên mệnh tiếp theo, thế nhưng, bây giờ y vẫn không dám động đến huynh. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, có ta ở đây, sao y dám động đến huynh? Diệp Huyên. Thanh Nhi nói, nếu cần, thì huynh có thể cách xa Tần Quan một chút. Diệp Huyên ngây người, tại sao? Thanh Nhi im lặng. Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi, có gì muốn nói muội cứ nói với ta đi. Thanh Nhi nói, người thiên mệnh tiếp theo, có liên quan đến nàng ta rất nhiều. Nói rồi, nàng nhìn Diệp Huyên, ta vốn đã muốn giết nàng ta rồi. Lúc này, Tần Quan đúng lúc lại đến nơi,
Khi nghe thấy lời này, vẻ mặt nàng ta lập tức cứng đờ. Thanh Nhi nhìn Tần Quan vừa mới xuất hiện, đùa đó. Tần Quan. Diệp Huyên nghe mà cũng sợ hãi. Sao Thanh Nhi lại có suy nghĩ như vậy? Thế nhưng, lúc này có Tần Quan ở bên cạnh, hắn cũng không nói gì nhiều được. Thanh Nhi nói, lát nữa dẫn huynh đến một nơi. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, nơi nào? Thanh Nhi nói, thế giới mới. Thế giới mới. Diệp Huyên nhíu mày, quay đầu nhìn Tần Quan lắc đầu, cũng chưa từng nghe đến. Trong lúc hai huynh muội nói chuyện thì đã đến trước một đàn tế. Nhìn thấy đàn tế này, Diệp Huyên lập tức nhớ đến lời của Cổ Tang lúc trước. Nam Thanh. Nơi này có lẽ chính là địa bàn của cao thủ đệ nhất thời cổ đại, Nam Thanh. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó kéo Thanh Nhi đi sang bên cạnh. Hắn không phải sợ Nam Thanh, mà cảm thấy không nên làm hại người khác thì hơn. Nếu Nam Thanh này mà tỉnh lại, đối với nàng ta, e là cũng chẳng phải chuyện tốt. Thanh Nhi nhìn đàn tế kia rồi rời mắt đi. Không hứng thú. Ngay khi ba người rời đi, đàn tế bỗng nhiên khẽ chuyển động. Diệp Huyên nhíu mày, không phải trùng hợp đến vậy chứ. Lúc này, trên đàn tế, cô gái chậm rãi mở mắt, sau đó, nàng ta khẽ bật dậy, sau đó nhìn về phía ba người Diệp Huyên phía xa. Nam Thanh, ánh mắt Nam Thanh lập tức dừng trên người Thanh Nhi, khi nhìn thấy Thanh Nhi, nàng ta bỗng nhíu chặt mày. Nàng ta không cảm nhận được Thanh Nhi. Hơn nữa, khi nhìn thấy Thanh Nhi, nàng ta cũng không có bất kỳ cảm giác gì cả. Cao thủ đến cấp bậc như nàng ta, thì có thể dự cảm được rất nhiều chuyện, thế nhưng, khi đối mặt với cô gái váy trắng, nàng ta cũng chẳng thể cảm nhận được gì. Lúc này, nàng ta cảm thấy toàn bộ nhân quả đều không tồn tại. Vẻ mặt Nam Thanh dần trở nên nghiêm trọng, cô nương xưng hô thế nào? Thanh Nhi nhìn Nam Thanh, sau đó nhìn Diệp Huyên, có cần chuẩn bị không? Diệp Huyên khó hiểu, đi bây giờ sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, không cần chuẩn bị. Có Thanh Nhi ở đâu, quả thực hắn không cần chuẩn bị gì cả. Lúc này, Tần Quan ở bên cạnh bỗng nói, ta cũng muốn đi. Thanh Nhi nhìn Tần Quan, người đi làm gì? Tần Quan chớp mắt, đi kiếm tiền. Thanh Nhi còn muốn nói gì đó thì Tần Quan vội nhìn sang Diệp Huyên, ra hiệu với hắn. Diệp Huyên cười khổ, Thanh Nhi. Thanh Nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được. Tần Quan lập tức giơ ngón cái với Diệp Huyên. Xem như nàng ta hiểu rồi. Khắp thiên hạ, chỉ có Diệp Huyên mới có thể thay đổi được cô gái váy trắng. Ngay lúc này, Nam Thanh ở bên kia bỗng lên tiếng hỏi, các hạ. Thanh Nhi nhìn Nam Thanh, ngươi vì không cảm nhận được ta, nên mới hiếu kỳ, đúng chứ? Nam Thanh nhìn Thanh Nhi, muốn nhờ các hạ chỉ giáo đôi chút. Chỉ giáo. Cuối cùng nàng ta vẫn quyết định ra tay. Bởi vì nàng ta muốn xem người trước mặt này rốt cuộc như thế nào. Trực giác nói cho nàng ta biết, đây là một cơ hội của nàng ta, đương nhiên, cũng có phần mạo hiểm. Thanh Nhi mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo bỗng bay ra. Ở phía xa, ánh mắt Nam Thanh bỗng thay đổi, nàng ta đột nhiên nâng tay phải, thoáng chốc, khắp đất trời bỗng xuất hiện từng lá bùa kỳ dị. Đại đạo bùa chú. Lúc này, giữa đất trời xuất hiện vô số tiếng niệm chú thần bí cổ xưa, sau khi tiếng niệm chú vang lên, cả đất trời bỗng bùng nổ từng luồng sức mạnh kinh người. Vẻ mặt Diệp Huyên và Tần Quan lập tức thay đổi. Đây chính là cao thủ đệ nhất thượng cổ sao? Kinh khủng như vậy. Mà ngay lúc này, tiếng kiếm bỗng vang lên, sau đó toàn bộ bùa chú khắp đất trời lập tức hóa thành hư vô, đồng thời, kiếm hành đạo lập tức xuyên qua giữa trán Nam Thanh. Bù. Một dòng máu tươi bắn ra từ sau gáy Nam Thanh. Trong sân bỗng yên tĩnh. Trên đàn tế, Nam Thanh khó tin nhìn Thanh Nhi, ngươi. Lúc này, trong lòng nàng ta đã sợ hãi đến cực điểm. Thanh Nhi liếc nhìn Nam Thanh, yếu. Nói xong, nàng quay người nắm tay Diệp Huyên, muốn biến mất, mà ở bên cạnh, Tần Quan nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nắm lấy tay phải Diệp Huyên. Bù! Kiếm quang phát sáng. Ba người lập tức biến mất giữa đất trời. Nam Thanh kia ở tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác. Chưa chết. Thanh Nhi không hề giết nàng ta, đương nhiên,
đối với Thanh Nhi mà nói, giết cũng có thể, không giết cũng được. Cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Chủ yếu dựa vào tâm tình. Tâm tình tốt, không giết, còn tâm tình xấu, thì giết hết. Tại thư viện Quan Huyên, Thanh Khâu nhìn tinh không sâu thẳm xa xôi, một lúc lâu sau, nàng ấy quay người rời đi. Một nơi nào đó trong đường hầm thời không. Ba người xuyên qua đường hầm với tốc độ kinh khủng. Mà hai bên người bọn họ có vô số hình ảnh liên tục chớp nhoáng. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, những hình ảnh này là... Thanh Nhi nói, dòng sông thế gian, có những chuyện đã xảy ra, còn có vài chuyện, là chuyện vũ trụ chúng ta chưa từng gặp. Diệp Huyên hoảng hốt, nhiều vậy sao? Thanh Nhi khẽ gật đầu. Diệp Huyên nói, cha và đại ca ở thế giới mới sao? Thanh Nhi lắc đầu, không biết, ta không hứng thú với bọn họ. Diệp Huyên. Tần Quan bỗng nói, thiên mệnh cô nương, con người thật sự có thể quay về quá khứ sao? Thanh Nhi nói, người bình thường, chỉ có thể quay về quá khứ đã từng xảy ra thôi. Tần Quan nhìn Thanh Nhi, ý của thiên mệnh cô nương là nếu một người trước kia đã chết rồi. Vậy hiện tại ta quay về quá khứ, thì hắn vẫn chết. Đúng chứ? Thanh Nhi gật đầu. Tần Quan lập tức hỏi, nếu quay về lúc hắn chưa chết thì sao? Thanh Nhi nhìn Tần Quan, thời gian là một dòng sông không điểm đầu điểm cuối. Trong dòng sông này, nếu một người đã chết, thì dấu ấn sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Dưới tình huống như vậy, cho dù ngươi quay về lúc này, thì hắn cũng đã chết. Tần Quan thấp giọng nói, theo ta được biết, Dương Bá Phụ từng hồi sinh vài người. Thanh Nhi nhìn Tần Quan, nếu ngươi có thể đánh bại chủ nhân Bút Đại Đạo thì ngươi có thể hồi sinh người đã chết. Vì hễ là dấu ấn sinh mạng của người đã chết thì cuối cùng cũng đều quay về quy khư chi địa, mà nơi đó là do chủ nhân Bút Đại Đạo trấn giữ. Vì vậy, người muốn hồi sinh người khác, thì phải đến nơi đó, sau đó đánh bại hắn, đoạt lấy dấu ấn sinh mệnh. Đương nhiên, tiền đề là chủ nhân Đại Đạo không tiêu hủy dấu ấn sinh mệnh ấy, nếu không, thì ngay cả hắn cũng không thể làm gì được. Tần Quan im lặng một lúc rồi nói, ta hiểu rồi. Nói xong. Nàng ta nhìn Thanh Nhi, rốt cuộc chủ nhân Bút Đại Đạo mạnh đến thế nào? Vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, đừng hỏi người khác mạnh thế nào ở trước mặt ta, vì ở trước mặt ta, ai cũng yếu cả. Hiểu không, Tần Quan, Diệp Huyên trần trừ sau đó khẽ nói, Thanh Nhi, đại ca và cha cũng rất lợi hại. Thanh Nhi lạnh nhạt nói, bọn họ chưa từng bị ta đánh hay sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Phản bác. Diệp Huyên không thể phản bác. Bởi vì cha và đại ca hình như từng bị Thanh Nhi đánh bại thật. Cha và đại ca thật bi đát. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ. Tần Quan nhìn Thanh Nhi, không hỏi thêm gì nữa. Cô nương này, cái gì cũng tốt, chính là tính tình không tốt lắm. Nếu không có Diệp Huyên, nàng ta cũng không dám ở chung một mình với Thanh Nhi. Tính tình quá cổ quái. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng. Ngay sau đó, ba người trực tiếp xuyên qua luồng ánh sáng trắng kia, bước vào trong một tinh vực vô cực. Ba người vừa xuất hiện, một âm thanh khủng bố đột nhiên truyền đến từ phía tinh không xa xa, to gan, dám tự ý xông đến thế giới mới, chết đến. Thanh âm vừa dứt, một luồng uy áp khủng bố thổi quét đến từ chỗ sâu trong tinh không xa xôi. Diệp Huyên cảm nhận thấy luồng uy áp khủng bố kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xong rồi. Bản thân lại biến thành đệ đệ trong các đệ đệ rồi. Lúc này, kiếm hành đạo trong tay Thanh Nhi đột nhiên bay ra. Suy. Chỗ sâu trong tinh không xa xôi, luồng uy áp khủng bố kia bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, một cái đầu đầy máu chậm chậm rơi xuống từ trên tinh không. Giết trong nháy mắt. Thanh Nhi mặt không chút biểu cảm, nếu không phải muốn cho huynh của ta đến dạo chơi, thì ta đã hủy diệt cái thế giới mới này rồi. Diệp Huyên. Thanh Nhi kéo Diệp Huyên đi về phía xa. Tần Quan vội vàng đuổi theo. Trên đường, Thanh Nhi nói, chủ nhân của Bút Đại Đạo từng sống ở đây, nơi này có thể nói là do một tay y sáng lập lên, ở đây, tất cả mọi người phải tuân thủ theo trật tự Đại Đạo. Thiên đạo của nơi này mạnh hơn nhiều so với thiên đạo của những nơi khác. Thiên đạo. Diệp Huyên hiếu kỳ nói, thiên đạo chủ nhân Bút Đại Đạo tạo ra. Thanh Nhi lắc đầu, thiên đạo của nơi này là do ý niệm của y biến thành.
Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Thực ra, hắn cũng rất tò mò về thực lực của chủ nhân bút đại đạo, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy người này ra tay. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, đám người Diệp Trần có thể đến nơi này không? Thanh Nhi nói, có thể, có lẽ phải dùng cả một đời. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, muội đã dẫn huynh xuyên qua ít nhất hơn 100 triệu vũ trụ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta ở đây, hiện tại là đệ đệ trong các đệ đệ, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, huynh ở đây là vô địch. Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi nói, bởi vì muội vô địch, cho nên, huynh vô địch. Tần Quan đột nhiên nói, thiên mệnh cô nương, cô dẫn chúng ta tới nơi này để làm gì? Thanh Nhi nói, các ngươi ở bên kia, tu hành quá chậm, đổi nơi khác cho các ngươi. Tần Quan cạn lời. Thanh Nhi dẫn Diệp Huyên và Tần Quan đến dưới một chân núi, nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, ở phía trên đỉnh núi, có một tòa đại điện vô cùng xa hoa, mà ở giữa núi có hai chữ to, Đạo Tông. Đạo Tông. Thanh Nhi nói, Đạo Tông này là do chủ nhân bút đại đạo sáng lập ra năm đó, bên trong có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, thích hợp cho người mới. Nói đến đây, nàng ấy dừng một chút, sau đó sửa lại lời, thích hợp cho huynh tu luyện. Diệp Huyên. Thanh Nhi nhìn về phía Đạo Tông, mở lòng bàn tay ra, kiếm đạo hành đột nhiên xuất hiện phía trên Đạo Tông. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng uy áp đáng sợ lập tức bao phủ cả Đạo Tông. Cả Đạo Tông kinh hãi. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Diệp Huyên, ông lão nhìn Thanh Nhi người dẫn đầu, kinh hãi nói, các hạ. Thanh Nhi nhìn ông lão, ngươi là tông chủ của Đạo Tông à? Ông lão vội vàng lắc đầu, không. Thanh Nhi cau mày, gọi tông chủ của các ngươi ra đây. Ông lão có chút do dự. Thanh Nhi đột nhiên áp nhẹ tay phải, kiếm hàng đạo hạ xuống một trường. Lần này, kiếm thế khủng bố trực tiếp đè tất cả cường giả Đạo Tông nằm sấp xuống trên mặt đất. Tiền bối. Lúc này, ở chỗ sâu trong Đạo Tông kia, một giọng nói đột nhiên vang lên, mong tiền bối thủ hạ lưu tình. Thanh âm vừa dứt, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Trên mặt người đàn ông trung niên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thanh Nhi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ngươi là tông chủ Đạo Tông. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, đúng vậy. Thanh Nhi gật đầu, ta tới đây, không có ác ý, tạ là đến tặng nhân tài cho các ngươi. Nói xong, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đây là anh của ta muốn để huynh ấy gia nhập Đạo Tông các ngươi. Huynh ấy ở Đạo Tông, về sau Đạo Tông sẽ do ta bảo vệ. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, khi nhìn đến Diệp Huyên, ông ta hơi ngẩn người, sau đó nói, từng là người thiên mệnh. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi. Thanh Nhi nhìn người đàn ông trung niên, nói thế nào? Người đàn ông trung niên vội vàng nói, không vấn đề gì. Thanh Nhi mặt không chút biểu cảm, người mạnh nhất thế giới mới là ai? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Thanh Nhi, có lẽ là thiên đạo. Thiên đạo. Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, lăn ra đây. Thanh âm vừa dứt, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không, bóng mờ này chính là do ý niệm của chủ nhân bút đại đạo biến thành. Trước ánh mắt của mọi người, thiên đạo hành lễ thật sâu với Thanh Nhi. Run giọng nói, bái kiến thiên mệnh đại nhân. Hắn ta đương nhiên là biết thiên mệnh. Người này chính là sự tồn tại siêu cấp ngay cả chủ nhân của hắn ta nàng ấy cũng không thèm để vào mắt. Vị sát tinh này sao lại đến đây? Thanh Nhi mặt không chút thay đổi, từ hôm nay trở đi, anh của ta sẽ tu luyện ở thế giới mới này, người hiểu đúng không? Thiên đạo vội vàng nói, hiểu, ta sẽ an bài tốt. Thiên mệnh gật đầu, sau đó nhìn sang tông chủ Đạo Tông ở một bên, giờ phút này, tông chủ Đạo Tông đã sợ hãi đến cực điểm. Vị đại lão trước mặt này là ai? Vì sao đến thiên đạo cũng cung kính với nàng ấy như vậy? Thiên mệnh nhìn tông chủ Đạo Tông, ta cảm thấy, ngươi chắc là vẫn chưa rõ lắm về thực lực của ta, vì để về sau ngươi tôn kính với anh của ta một chút, cho nên, ta cần phải thể hiện một chút cho ngươi thấy. Nào, ngươi gọi tổ tiên đi. Ta đánh một trận với tổ tiên ngươi. Thiên đạo.
Tông chủ đạo tông vội vàng nói, không, ta đã hiểu rất rõ rồi. Tiền bối, không cần gọi tổ tiên nữa. Thiên Mệnh nhíu mày, không được, người gọi tổ tiên, người yên tâm, ta không đánh chết hắn ta. Ta chỉ đánh hắn ta một chút là được rồi. Đạo tông sắp khóc rồi, tiền bối, ta thật sự đã biết thực lực của người rồi. Ông ta đương nhiên không dám gọi tổ tiên. Gọi ra như vậy, không phải thật sự biến thành hại cha rồi sao? Giờ phút này ông ta đã có thể xác định, tiên tổ nhà mình tuyệt đối đánh không lại vị tiền bối trước mắt này. Ngay cả thiên đạo cũng hèn mọn như vậy, huống chi tiên tổ nhà mình. Giờ phút này, ông ta thật sự đã sợ hãi đến cực điểm rồi. Vị này rốt cuộc là đại lão từ đâu ra? Mà lúc này, Thanh Nhi cũng lắc đầu, không được. Ta phải cho ngươi thấy sức mạnh của ta, chỉ có như thế, các ngươi mới có thể tôn kính với anh của ta. Nói xong, nàng ấy nhìn lướt qua bốn phía, ngươi chỉ một phương hướng, ta diệt một vũ trụ cho ngươi xem. Tông chủ đạo tông. Diệp Huyên kéo ống tay áo Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, được rồi. Thanh Nhi nhẹ giọng nói, lát nữa muội phải đến nơi khác, để huynh lại ở đây. Ta không yên tâm, chủ yếu là huynh quá hiếu thắng, cho dù bị người ta ức hiếp, cũng sẽ không gọi ta. Sắc mặt Tần Quan lập tức trở nên có hơi cổ quái. Tiểu huyền tử mới không hiếu thắng. Đánh không lại liền gọi người có được không? Diệp Huyên cười nói, muội yên tâm, nếu ta đánh không lại, ta sẽ gọi muội. Thanh Nhi nói, chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Thanh Nhi suy nghĩ, sau đó nhìn sang tông chủ đạo tông ở một bên, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, tiền bối, người yên tâm, vị công tử và cô nương này ở đạo tông ta, nhất định không ai dám ức hiếp. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói chuyện này nói rồi. Ta tặng cho đạo tông của ngươi tạo hóa. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, huynh ở đây tu luyện, ta đi bàn chuyện, xong xuôi sẽ trở lại tìm huynh. Diệp Huyên gật đầu, được. Thanh Nhi gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên nhìn cuối tinh không, mỉm cười. Lúc này, thiên đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, hắn ta ôm quyền, sau đó nói, bái kiến Diệp công tử. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, người biết ta. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, ta khá thân với bút đại đạo. Bút đại đạo. Diệp Huyên cười nói, nó bây giờ còn ở hệ ngân hà không? Thiên đạo gật đầu, nó từng phạm một vài lỗi, bởi vậy, bị chủ nhân lệnh cho canh giữ ở hệ ngân hà, không có mệnh lệnh thì không được ra khỏi hệ ngân hà. Phạm lỗi. Diệp Huyên có chút tò mò, nó đã phạm lỗi gì? Thiên đạo lắc đầu, cái này thì ta không biết, ta hỏi nó cũng không nguyện ý nói. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lần sau gặp được nó, thay ta hỏi thăm nó. Thiên đạo cười nói, được. Nói xong, hắn ta dừng một chút, sau đó nói, Diệp công tử, vậy cậu cứ yên tâm tu luyện ở đạo tông, có gì cần, cậu trực tiếp gọi ta là được, ta luôn ở đây. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Thiên đạo vội vàng nói, đây là điều ta nên làm, không cần cảm tạ. Nói xong, hắn ta ôm quyền, sau đó biến mất. Thiên đạo đi rồi, Diệp Huyên nhìn về phía tông chủ đạo tông, người sau do dự một lát, sau đó nói, Diệp công tử, cậu muốn tu luyện cái gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cái gì cũng tu luyện. Hắn biết, nếu Thanh Nhi dẫn hắn đến đạo tông này, vậy đạo tông chắc chắn giúp ích được cho hắn. Chủ nhân bút đại đạo. Tông chủ đạo tông suy nghĩ, sau đó nói, Diệp công tử, từ giờ trở đi, cậu chính là phó tông chủ của đạo tông ta, phó tông chủ đầu tiên, trong đạo tông ta, cậu không phải hành lễ với bất kỳ ai, có quyền lợi đến bất kỳ cấm địa nào, có thể điều động bất kỳ tài nguyên nào. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó nói, này, không tốt lắm thì phải. Tông chủ đạo tông vội vàng nói, tốt, tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Thật ra ông ta cũng là sợ, nếu không cho Diệp Huyên thân phận và địa vị, ngộ nhỡ trong tông môn có kẻ mắt mù nào đến gây phiền phức cho Diệp Huyên, vậy không phải đạo tông liền xong đời sao? Giờ phút này ông ta thật ra cũng có chút bất đắc dĩ, ông ta cũng không biết, Diệp Huyên đến đạo tông, đối với đạo tông là tốt hay là xấu? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, vậy đa tạ. Tông chủ đạo tông cười nói, Diệp công tử, chúng ta vào trong tông môn đi. Còn có, từ giờ trở đi,
cậu hãy dùng đồng tiền của ta tu luyện. Diệp Huyên thầm cảm thán trong lòng. Bản thân hình như bắt đầu mở hách rồi. Cứ như vậy, Diệp Huyên và Tần Quan gia nhập Đạo Tông. Mà Đạo Tông đối với sự gia nhập của Diệp Huyên và Tần Quan, có vui, cũng có lo lắng, đương nhiên, phần nhiều là lo lắng. Đây là đón đến một vị tổ tông. Mà sau khi Diệp Huyên gia nhập Đạo Tông, Tông chủ Đạo Tông Đạo Ngôn liền lập tức hạ lệnh, không ai được đến gây phiền phức cho Diệp Huyên. Ông ta rất rõ, trong Đạo Tông cũng có tranh đấu, đặc biệt là thế hệ trẻ, vô cùng kịch liệt. Bởi vậy, vì để tránh những thiên tài của Đạo Tông đến gây phiền phức cho Diệp Huyên, ông ta trực tiếp hạ mệnh lệnh chết. Cũng may, sau khi Diệp Huyên và Tần Quan gia nhập Đạo Tông, hai người đều không làm sằng bậy. Tần Quan và Diệp Huyên mỗi ngày đều đọc sách ở Tàng Kinh Các của Đạo Tông. Tàng Kinh Các của Đạo Tông không phải một nơi bình thường, nơi đó có thể nói là nơi nòng cốt nhất của Đạo Tông, bởi vì ở đây có tất cả sách cổ võ đạo, hình tâm pháp và các loại thuật thần thông của Đạo Tông. Ngoài ra, trong đó còn có một vài thứ chủ nhân bút đại đạo từng để lại. Từ trước tới nay, chỉ có tông chủ Đạo Tông mới có thể tùy ý vào trong đó. Mà hiện tại, Diệp Huyên và Tần Quan cũng có thể, điều này làm cho rất nhiều người trong Đạo Tông vô cùng đố kỵ. Tàng Kinh Các, Tần Quan ngồi dưới đất, tựa vào một giá sách, hai tay đang cầm một quyển sách cổ đang đọc rất chăm chú. Diệp Huyên ở cách nàng ta không xa, hắn lúc này cũng đang xem một quyển sách cổ. Xem rất nhập thần. Ở tầng cao nhất của Tàng Kinh Các, Tông chủ Đạo Tông và Thái Thượng trưởng lão Đạo Tông Đạo Kình đang nhìn Diệp Huyên và Tần Quan. Hai người đều là những người mạnh nhất hiện tại ở Đạo Tông, cũng là người có quyền nhất Đạo Tông. Đạo Kình nhẹ giọng nói, hình như bọn họ thật sự chỉ đến học thôi. Đạo Ngôn gật đầu. Hai ngày nay, bọn họ thật sự là nơm nớp lo sợ. Bởi vì bọn họ chỉ sợ Diệp Huyên và Tần Quan đến Đạo Tông với mục đích không đơn thuần, mà hiện tại xem ra hai người cũng không có mục đích khác. Đạo Kình đột nhiên nói, có tra ra được lai lịch của tiền bối kia không? Đạo Ngôn lắc đầu, không có một chút tin tức nào về nàng ấy. Nhưng mà... Nói xong, vẻ mặt ông ta dần trở nên nghiêm trọng, ta đã hỏi qua Thiên Đạo. Thiên Đạo... Đạo Kình nhìn về phía Đạo Ngôn, Thiên Đạo sẵn lòng để ý đến ngươi. Đừng thấy Đạo Tông thuộc thế lực đỉnh cấp tại thế giới mới, hơn nữa, từng còn có mối quan hệ với chủ nhân bút đại đạo, nhưng là, Thiên Đạo từ trước đến nay đều không thèm đếm xỉa đến Đạo Tông. Dù sao, chủ nhân bút đại đạo đã muốn rời khỏi Đạo Tông rất nhiều năm. Có lẽ, chủ nhân bút đại đạo đã hoàn toàn quên mất Đạo Tông rồi. Đạo Ngôn trầm giọng nói. Không chỉ để ý đến ta, hơn nữa còn là hắn ta chủ động đến tìm ta. Ta thấy ý tứ của hắn, là muốn kết giao thân thiết với chúng ta. Đạo Kình híp mắt lại, do thiếu niên kia. Đạo Ngôn gật đầu, ta đã hỏi hắn ta về tiền bối kia, nhưng khi ta nhắc đến tiền bối kia, Thiên Đạo rõ ràng là sợ hãi, ông ta không dám nói cho ta biết nhiều lắm, chỉ có thể nói, bảo chúng ta hầu hạ thiếu niên kia cho tốt, chỉ cần thiếu niên kia không xảy ra chuyện trong Đạo Tông. Tương lại Đạo Tông nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Đạo Kình trầm lặng một hồi, lắc đầu thở dài, không ngờ tới, Thiên Đạo ngông cuồng tự đại kia ở trước mặt vị tiền bối này lại hèn mọn như thế. Thật sự là khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Đạo Ngôn gật đầu, thật vậy. Đạo Kình nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chúng ta chiếu cố thật tốt vị thiếu niên này và cô gái kia là được. Đạo Ngôn gật đầu, ta đã an bài xong rồi. Đạo Kình trầm giọng nói, thế hệ trước đều hiểu đại thể, ta không lo lắng, ta lo chính là thế hệ trẻ. Đạo Ngôn nói, ta đã đến nói chuyện với đạo thủ, để hắn ta hạn chế mấy người trong thế hệ trẻ. Đạo thủ, người này chính là thiên tài đứng đầu Đạo Tông hiện nay. Đạo Kình khẽ gật đầu, chúng ta cũng phải luôn để mắt đến. Đạo Ngôn gật đầu, nhìn xuống Diệp Huyên và Tần Quan ở dưới, nhẹ giọng nói, hy vọng là phúc. Hiện tại nghĩ đến cô gái váy trắng, ông ta đều thấy sợ hãi. Trong điện, Tần Quan đột nhiên nói, tiểu huyên tử, ngươi xem. Diệp Huyên đang đọc sách liền thu hồi sách cổ, nhìn về phía Tần Quan chỉ vào một quyển sách cổ trong tay mình, tùy bút đại đạo. Diệp Huyên đi đến trước mặt Tần Quan, có chút kinh ngạc, đây là tùy bút của chủ nhân bút đại đạo. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên có chút tò mò, trong đó viết cái gì?
Tần Quan cười nói, một phương pháp tu luyện. Nói xong, nàng ta đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên mở ra, ba chữ xuất hiện trước mắt hắn, Đạo Pháp Kinh. Đạo Pháp Kinh. Diệp Huyên vừa nhìn, lập tức nhíu mày lại. Mấy chữ này đều là văn tự cổ xưa, hắn căn bản không hiểu. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan cười nói, ta đọc hiểu, ha ha. Đây là cổ tự Hoa Hạ. Nói xong, nàng ta cầm lấy quyển sách cổ kia, sau đó nói, tâm pháp đạo kinh này rất là tối nghĩa, cho dù phiên dịch cho ngươi, ngươi cũng không hiểu được nhiều, đợi sau khi ta nghiên cứu và hiểu thấu, ta biến phức tạp thành đơn giản rồi cho ngươi. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, được. Tần Quan nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, ta đã xác định, nơi đây chính là nơi chủ nhân Bút Đại Đạo từng ở, bởi vì ở đây có rất nhiều hơi thở của hệ Ngân Hà. Nói đến đây, nàng ta híp mắt lại, điều này đã chứng thực một ý nghĩ của ta. Diệp Huyên tò mò, ý nghĩ gì? Tần Quan nghiêm túc nói, nguồn gốc của chủ nhân Bút Đại Đạo chính là hệ Ngân Hà. Y là người sinh ra và lớn lên ở hệ Ngân Hà. Nói xong, nàng ta nhìn sách cổ trong tay, nhẹ giọng nói, Hoa Hạ ta, nhân tài xuất hiện liên tục. Diệp Huyên có chút tò mò, nhưng theo ta được biết, nền văn minh hiện tại của Hoa Hạ rất thấp. Tần Quan cười nói, đó là trước kia, Hoa Hạ hiện tại, khoa học kỹ thuật và cổ võ đang tăng trưởng rất nhanh. Đương nhiên, so với những nơi này, vẫn là kém hơn rất nhiều, ít nhất, hệ Ngân Hà không có người có thể sống qua nghìn tuổi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đợi sau khi ta giải quyết xong chuyện của ta, tiểu huyền tử có hứng thú đến hệ Ngân Hà với ta không? Diệp Huyên cười nói, đến hệ Ngân Hà. Tần Quan gật đầu, dạo chơi bên ngoài lâu như vậy, ta cũng muốn trở về xem. Dù sao, nơi đó mới là nhà của ta. Diệp Huyên gật đầu, đến lúc đó ta sẽ đi dạo chơi với cô. Tần Quan gật đầu, được. Nói xong, nàng ta lấy một quyển sách cổ từ bên cạnh đưa cho Diệp Huyên, người đọc quyển này. Đây là một quyển hệ thống cảnh giới do chủ nhân Bút Đại Đại biên soạn. Bên trong có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, nhìn ra được chủ nhân Bút Đại Đạo cũng muốn viết hệ thống cảnh giới cho tốt, nhưng vũ trụ quá nhiều quá lớn, nền văn minh ở mỗi nơi không giống nhau, phương thức tu luyện cũng không giống, bởi vậy, hệ thống cảnh giới biến thành hỗn loạn phức tạp như bây giờ. Diệp Huyên nhận lấy quyển sách cổ kia, hắn mở ra đọc, bên trong có ghi chép cảnh giới chi tiết, có một số hắn đã từng thấy qua, nhưng còn có một số cảnh giới hắn chưa từng thấy. Cảnh giới cao nhất của vũ trụ thứ nguyên là thứ nguyên cảnh tầng 10, mà trên thứ nguyên cảnh tầng 10 là đạo cảnh. Đạo cảnh này là đạo của chủ nhân Bút Đại Đạo. Đến được tầng này mới tính là thật sự chạm đến đạo của chủ nhân Bút Đại Đạo, cũng chính là thời điểm này, rất nhiều cường giả đỉnh cấp mới thật sự cảm nhận được những quy tắc mà chủ nhân Bút Đại Đạo lập ra. Mà cũng là đến lúc đó, rất nhiều người mới bắt đầu có ý tưởng nghịch thiên. Bởi vì lúc đó, bọn họ mới thật sự phát hiện, bọn họ tu hành cả đời, đều ở trong quy tắc do Bút Đại Đạo lập ra. Mà đạo cảnh cũng chia thành nội đạo, ngoại đạo và thần đạo. Nội đạo là tự thân, ngoại đạo là vũ trụ, thần đạo là hai thứ hợp nhất. Đám người bị nhốt như Mục Hình Chi và Cổ Tăng kia, chính là ngoại đạo. Mà Nam Thanh đã dần dần tiếp cận đến thần đạo, bởi vì hồi đó khi Nam Thanh ra tay, gần như đã tu luyện cả vũ trụ thành một phần của bản thân. Đương nhiên, hắn cũng vô cách nào biết được thực lực của Nam Thanh rốt cuộc mạnh đến mức nào, bởi vì Nam Thanh đã bị Thanh Nhi giết trong nháy mắt rồi. Mà phía trên đạo cảnh còn có ba cảnh giới. Ba cảnh giới này phân biệt là quá khứ đạo, hiện tại đạo, tương lai đạo. Quá khứ đạo là hiểu rõ quá khứ, sau đó chặt đứt quá khứ, mà hiện tại đạo lại là hiểu rõ hết thảy đại đạo hiện tại, sau đó chặt đứt hiện tại, tương lai đạo cũng như vậy, hiểu rõ hết thảy đại đạo tương lai, sau đó chặt đứt tương lai chi đạo. Nhìn thấy mô tả của ba cảnh giới này, Diệp Huyên trầm lặng. Hắn chỉ thấy quá ba người, có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này và tương lai. Đó là Thanh Nhi, Đại Ca và cả cha. Mà theo hắn biết, trong những năm tuổi trẻ, ba người bọn họ cũng đã làm được rồi. Nói cách khác, từ trước đây rất lâu, thực lực của bọn họ đã vượt xa mấy cảnh giới hắn tiếp xúc bây giờ. Mà hiện tại, ba người bọn họ. Trong lòng Diệp Huyên đột nhiên dâng lên một cảm giác vô lực. Vượt qua ba người Thanh Nhi. Điều này thật sự có một chút khó khăn.
Ngoài ba người Thanh Nhi, Thanh Khâu và Vô Biên Chủ hẳn là cũng đã đạt đến trình độ này. Nghĩ đến Vô Biên Chủ, Diệp Huyên không khỏi nhíu mày, người kia thật đúng là có tâm cơ, vì giết mình, không tiếc ẩn nấp ở hạ giới lâu như vậy. Còn bị người khác xem là người sống tạm bợ. Thật sự là làm khó ông ta rồi. Mà phía trên ba cảnh giới này còn có một cảnh giới, vị chi cảnh. Đối với cảnh giới này, chủ nhân bút đại đạo không có bất cứ miêu tả nào, chỉ có ba chữ này. Thấy vậy, Diệp Huyên không khỏi nhíu mày, người này là chưa nghĩ ra viết như thế nào sao? Chủ nhân bút đại đạo. Một lát sau, Diệp Huyên thu hồi quyển sách cổ trong tay, hiện tại hắn đã có sự hiểu biết chi tiết về cảnh giới tương lai. Mà hiện tại, hắn còn chỉ là thứ nguyên cảnh. Vẫn còn hơi xa. Diệp Huyên lắc lắc đầu, sau đó thấp giọng thở dài, nếu không phải Thanh Nhi dẫn mình đến nơi này, dựa vào thực lực của hắn, muốn đến được nơi này, không biết phải đến ngày tháng năm nào. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên tiếp tục đọc sách. Nơi nào đó trong hư không, ba người chậm rãi mà đi. Người cầm đầu chính là Vô Biên Chủ. Ở phía sau ông ta, vẫn là Thần Minh và Tăng Vô. Vô Biên Chủ đột nhiên chỉ ánh sáng trắng ở xa xa, nhìn thấy chỗ kia chưa? Qua chỗ đó, chúng ta sẽ đến nơi mà chủ nhân bút đại đạo từng ở, thế giới mới. Tăng Vô có chút tò mò, thế giới mới. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng vậy, rốt cục có thể thoát khỏi vua dựa dẫm kia rồi. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, vua dựa dẫm không thể đến nơi này sao? Vô Biên Chủ cười khẽ một tiếng, với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn. Hắn muốn đến nơi này, ít nhất cũng mất mấy trăm nghìn năm. Rốt cục có thể không cần nhìn thấy tên khốn kia nữa rồi. Ha ha! Giờ phút này, Vô Biên Chủ đúng là vô cùng vui vẻ vì ông ta thật sự không muốn gặp lại vua dựa dẫm chút nào. Thấy vua dựa dẫm kia là lại bực. Tăng Vô bỗng hỏi, Vô Biên, thế giới mới này là do chủ nhân bút đại đạo sáng tạo ra hả? Vô Biên Chủ lắc đầu, không phải, có điều. Y từng ở nơi này và để lại một ít đạo thống. Tăng Vô trầm giọng hỏi, đạo thống ư? Vô Biên gật đầu, ở trong đây còn một hệ thống tu luyện đầy đủ. Ngoài ra, còn có một bộ tâm pháp, đạo pháp kinh rất mạnh. Chúng đều là hồi xưa y tự mình biên soạn. Đạo pháp kinh. Thần Minh hơi tò mò hỏi, vậy chúng ta đến đây sẽ biến thành mấy con gà hả? Vô Biên chủ liếc Thần Minh nói, hai người các ngươi thôi. Còn ta sẽ không. Vẻ mặt Thần Minh cứng lại. Vô Biên nhìn đằng xa, nhỏ giọng nói, ta định đến Đạo Tân Tông gặp một ông bạn già. Không biết giờ ông ta ngỏm chưa nữa. Ông ta nói xong bèn đi về phía xa. Thần Minh và Tăng Vô vội vàng đuổi theo. Giờ, hai người họ cũng đã là thứ nguyên cảnh tầng 6. Họ có thể tu luyện nhanh như thế, đương nhiên là vì Vô Biên chủ chỉ bảo và giúp đỡ. Đi theo Vô Biên, tương lai rộng mở. Hơn nữa, còn có thể làm màu khắp nơi. Hai người họ phát hiện ngoài việc sẽ rụt cổ với cô gái váy trắng ra ở trước mặt người khác, Vô Biên chủ đều cực kỳ lợi hại. Đạo Tông. Thoáng chốc đã qua mấy tháng, trong khoảng thời gian này, ngày nào Diệp Huyên và Tần Quan cũng đang đọc sách. Song trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã có một sự hiểu biết về thế giới mới. Thế giới mới chia làm hai giới Nam Bắc. Nam giới đứng đầu là Đạo Tân Tông và nó cũng do chủ nhân bút đại đạo sáng lập. Có thể nói, Đạo Tông và Đạo Tân Tông từng là một nhà. Nhưng sau khi chủ nhân bút đại đạo rời khỏi, nội bộ đã chia rẽ nên mới chia làm hai, trở thành hai nhà. Mà giờ, quan hệ giữa hai bên lại như nước và lửa. Bởi vì họ đều tự xưng là truyền thừa chính thống của chủ nhân bút đại đạo. Ngoài hai giới Nam Bắc ra, mảnh thế giới mới này còn có một thế lực siêu cấp khác. Dị quỷ tộc. Đây là một chủng tộc vô cùng khủng bố, thống trị hơn 10 vạn vũ trụ siêu cấp, thế lực trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Dị quỷ tộc này không đụng vô Đạo Tông và Đạo Tân Tông là vì chủ nhân bút đại đạo. Hai tông môn kia chính là do chủ nhân bút đại đạo sáng lập nên họ vẫn chưa từng xâm lăng. Đương nhiên, thực lực của hai tông cũng không yếu. Ngoài dị quỷ tộc ra, Diệp Huyên còn phát hiện trong thế giới mới còn có một chỗ cực kỳ đặc biệt. Đó là Phạm Sơn. Chỗ ấy từng là nơi ở ẩn của chủ nhân bút đại đạo. Song giờ, nơi đây đã trở thành cấm địa, không có bất cứ kẻ nào dám bước vào.
chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên khá là tò mò với Phạm Sơn kia, nhưng cũng không tính đi vì nó được miêu tả rất nguy hiểm. Giờ ở đây, hắn hẳn chỉ là một con gà, Thanh Nhi lại không có mặt, nên khiêm tốn một xíu cho thỏa đáng. Đúng lúc này, Tần Quan bỗng đi đến. Tần Quan thấy Diệp Huyên thì nheo mắt cười hỏi, học sao rồi? Diệp Huyên thả cuốn sách cổ trong tay xuống cười đáp, thu hoạch được rất nhiều. Tần Quan gật đầu, ta đi ra ngoài dạo một vòng. Sau đó, ta đã mở một cái tiên bảo các bên cạnh. Diệp Huyên ngẩn ra rồi hỏi, mở một cái tiên bảo các. Tần Quan cười, đúng vậy. Nàng ta nói xong bèn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Lúc này, Thanh Nhi cô nương giết mấy người kia thì ta có lấy nhẫn của họ. Sau đó, ta đếm thì chắc phải có hơn 7.000 vạn thứ nguyên thánh tinh. Ta để lại 500.000 ở cổ hoang và vũ trụ quan huyên, số còn lại sẽ đưa tới nơi này chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan lại nói, ngoài những thứ nguyên thánh tinh đó ra, còn có một số thần vật đỉnh cấp. Hôm nay, sẽ bán đấu giá chúng, người rảnh không? Đi chung đi. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là rảnh rồi. Đi. Tần Quan gật đầu. Sau khi cả hai rời khỏi đại điện, dưới sự dẫn dắt của Tần Quan, họ bèn rời khỏi đạo tông. Hai người vừa đi ra, Đạo Ngôn đã xuất hiện trước mặt, hơi khom lưng chào, Diệp công tử. Ông ta thật sự không dám có chút sơ suất nào với Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Đạo tông chủ, không cần khách sáo vậy đâu. Đạo Ngôn cười rồi hỏi, Diệp công tử muốn rời khỏi đạo tông hả? Diệp Huyên gật đầu, ra ngoài làm chút chuyện. Đạo Ngôn trần chờ một lát mới nói, vậy ta sẽ đi chung với hai người. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, được thôi. Cứ thế, cả ba cùng nhau đi đến tiên bảo các. Giờ phút này, trong tiên bảo các đã tụ tập rất nhiều người. Hiển nhiên là công tác tuyên truyền được họ làm rất tốt. Trong một căn phòng, Tần Quan và Diệp Huyên đều ngồi, còn Đạo Ngôn lại đứng sau lưng hai người. Diệp Huyên mời Đạo Ngôn ngồi nhưng ông ta vẫn cứ không chịu. Diệp Huyên cũng không ép, chỉ đành mặc ông ta. Tần Quan ngồi bên cạnh Diệp Huyên cười nói, đồ của Mục Hình Chi kia rất đáng giá, chắc hẳn có thể bán được giá tốt. Diệp Huyên lại bỗng hỏi, chúng ta có nên xây một cái thư viện ở đây không? Tần Quan cười đáp, đương nhiên là nên rồi, ta đã sắp xếp hết rồi. Giờ người của ta đã bắt đầu tìm kiếm nhân tài, đợi đủ người thì thư viện sẽ thành lập ngay. Diệp Huyên gật đầu, được. Đi chung với Tần Quan là sướng nhất, có thể bớt lo được rất nhiều chuyện, vì cái gì, nàng ta cũng sắp xếp thỏa đáng hết rồi. Bấy giờ, buổi bán đấu giá cũng bắt đầu. Người dẫn chương trình là một cô gái trông khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài trắng tinh, tao nhã. Cô gái liếc mọi người có mặt ở hiện trường, mỉm cười nói, hoan nghênh mọi người đã tới tham gia buổi bán đấu giá lần này. Nàng ta nói xong bèn vỗ hai cái. Có một cô gái bưng một cái hộp đi lên bục rồi mở ra trước mặt mọi người, bên trong là một chiếc nhẫn chứa đồ. Cô gái váy trắng cầm lấy nó, vừa nghĩ thì đã có một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Cả vật thể có màu bạc, đầu thương có ký hiệu quỷ dị, trên cán còn có một dấu ấn màu đỏ. Diệp Huyên ngó Tần Quan cười nói, đây là vũ khí của Mục Hình Chi. Thực ra, ông ta là một thương tu và còn là một vị thương tu thiên tài. Ngoài thanh trường thương kia vẫn còn mấy cuốn thương kỹ cũng cực kỳ lợi hại. Tiếc là, ông ta gặp phải Thanh Nhi cô nương, còn chưa lấy ra thương đã bị giết chết. Đúng là xui xẻo mà. Diệp Huyên. Đạo Ngôn liếc Tần Quan, lòng thầm hoảng sợ. Ông ta biết Thanh Nhi cô nương trong miệng nàng ta chính là cô gái váy trắng lúc trước. Có người bị lập tức giết chết. Đạo Ngôn chợt ứa mồ hôi lạnh. Lúc này... Diệp Huyên bỗng hỏi, Đạo Ngôn tiền bối, ở trong thế giới mới thì cao thủ ngoại đạo cảnh kia thuộc về loại nào? Đạo Ngôn cười đáp, khá mạnh trong tầm trung. Khá mạnh trong tầm trung. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn ông ta hỏi, tiền bối là? Đạo Ngôn đáp, thần đạo cảnh. Ông ta nói xong dừng một lát lại nói, đương nhiên, tuy chỉ kém một cảnh giới nhưng cũng khác nhau một trời một vực. Có thể nói sự chênh lệch ấy chắc phải cách xa cả vạn dặm. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Xong, có cao thủ phía trên thần đạo cảnh không? Đạo Ngôn ngẫm nghĩ rồi đáp, cấm địa Phạm Sơn trong truyền thuyết kia có,
nhưng ta chưa đi bao giờ nên không rõ lắm. Cấm địa Phạm Sơn. Diệp Huyên khẽ hỏi, là nơi chủ nhân Bút Đại Đạo từng ở ẩn ư? Đạo Ngôn gật đầu, đúng vậy, nơi đó cũng coi như là thánh địa của chúng ta, mà giờ, chúng ta lại không thể tiến vào trong đó nên. Ông ta nói đây thì khẽ lắc đầu, nên chúng ta cũng không biết rõ cụ thể tình huống bên kia thế nào. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Bấy giờ, Đạo Ngôn lại chần chờ một chút rồi hỏi, chắc Thanh Nhi cô nương là cao thủ quá khứ đạo hả? Trên thần đạo cảnh chính là quá khứ đạo. Hiển nhiên, ông ta đang thử Diệp Huyên để biết được thực lực cụ thể của Thanh Nhi. Diệp Huyên nghe thấy câu hỏi của Đạo Ngôn thì lắc đầu cười, Thanh Nhi à? Muội ấy không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Đạo Ngôn nghe vậy ngây người. Đúng lúc này, một khí thế khủng bố bỗng bao phủ toàn bộ Tiên Bảo Các. Trong điện, Diệp Huyên cau mày. Hàng mày đen của Tần Quan cũng khẽ cau. Đạo Ngôn quay đầu lại liếc nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một thiếu niên mặc áo trắng bỗng bước vào trong điện. Hắn ta mới vừa tiến vào thì mọi người đã cau mày, trong mắt nhiều người còn lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Huyên quay đầu nhìn Đạo Ngôn hỏi, thiếu niên kia là? Đạo Ngôn trầm giọng đáp, Đạo Tân Tông. Đạo Tân Tông. Diệp Huyên gật đầu, nhìn thiếu niên áo trắng bên dưới, khẽ nói, người đến không có ý tốt đây. Thiếu niên áo trắng đi vào trong điện rồi liếc cô gái váy trắng trên đài cười nói, bảo các chủ ra đây. Cô gái váy trắng mỉm cười nói, vị công tử này, hôm nay là ngày Tiên Bảo Các ta bán đấu giá. Công tử. Thiếu niên áo trắng bỗng vung tay phải lên. Chát. Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên trong điện, cùng lúc đó, má phải của cô gái cũng hằn lên dấu bàn tay đỏ chót. Tần Quan trong phòng thấy cảnh đó lập tức thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, Tần Quan trực tiếp xuất hiện trong đại điện. Thiếu niên áo trắng thấy Tần Quan thì cười nó, cô chính là các chủ kia. Song đúng lúc này, Tần Quan bỗng lấy ra một khẩu súng rồi dứt khoát bóp cò. Đoàng! Trước ánh mắt của mọi người, một chùm sáng trực tiếp bắn thẳng đến trước mặt thiếu niên. Hắn ta híp mắt lại, giơ tay phải lên đỡ. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, thiếu niên áo trắng lập tức bị đánh bay. Cùng lúc đó, lại có một chùm sáng nữa bắn tới. Ầm! Cơ thể thiếu niên áo trắng lập tức nát bét chỉ còn lại linh hồn. Mọi người trong điện thấy cảnh đó đều hoảng sợ. Giờ phút này, thiếu niên áo trắng chỉ còn lại linh hồn đã hoàn toàn ngơ ngác. Bấy giờ, Tần Quan bỗng xuất hiện trước mặt thiếu niên, chỉ họng súng vào trán hắn ta. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Tần Quan gần giọng nói, cô đụng đến ta thử xem. Tần Quan cũng nói, thử thì thử. Nàng ta nói xong bèn bóp cò. Đoàng, ở trong mắt mọi người thiếu niên áo trắng kia trực tiếp biến mất khỏi trên thế gian này. Tần Quan thổi họng súng nói, gió xuân thổi, trống trận vang, Tần Quan ta sợ ai bao giờ? Mọi người. Thiếu niên áo trắng lập tức bị giết chết. Một số người trong điện thấy cảnh đó thì vẻ mặt chợt trở nên kỳ lạ. Thiếu niên áo trắng kia cũng không phải ai khác, mà là cháu của một vị trưởng lão rất có quyền trong Đạo Tân Tông, tên Tôn Diệp. Hơn nữa, Tôn Diệp này lại là ai? Kia chính là người của thiếu tông chủ Đạo Tân Tông. Trong điện, Diệp Huyên bỗng khó hiểu hỏi, Đạo Ngôn tiền bối, tại sao tên đó tự dưng lại đến gây chuyện với Tiên Bảo Các chúng ta vậy? Đạo Ngôn cười khẽ, hắn ta cũng không phải là tự dưng mà đến. Có lẽ Diệp công tử còn không biết, thiếu tông chủ Triệu Mệnh của Đạo Tân Tông có sáng lập một thương hội tên Phong Hỏa và là thương hội đứng đầu thế giới mới. Tần Quan cô nương thành lập Tiên Bảo Các, chẳng khác gì đụng đến lợi ích của hắn ta. Thế nên, hôm nay họ đến đây rõ ràng là muốn phá. Đạo Tân Tông. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Đạo Ngôn ngó Diệp Huyên rồi nói. Diệp công tử yên tâm, nơi này không phải Đạo Tân Tông. Diệp Huyên chỉ cười không nói. Trong đại điện, Tần Quan liếc nhìn hiện trường rồi nói, tiếp tục buổi đấu giá. Nhưng mà, rất nhiều người lại quay mặt nhìn nhau, sau đó rời khỏi. Tần Quan thấy vậy khẽ cau hàng mày xinh đẹp lại. Bấy giờ, Diệp Huyên bước đến nói, thiếu niên kia là Đạo Tân Tông. Đạo Tân Tông. Tần Quan nhỏ giọng nói, nếu vậy thì chẳng mấy chốc sẽ có rắc rối tìm đến cửa. Nàng ta vừa nói xong,
một sức mạnh khủng bố bỗng ập xuống từ chân trời, lập tức xông thẳng về phía Tiên Bảo Các. Trực tiếp ra tay. Đạo Môn đứng cạnh Diệp Huyên nhăn mày, trở tay, một sức mạnh thần bí chợt phóng lên từ trong điện. Bên ngoài Tiên Bảo Các, sức mạnh khủng bố kia chợt biến mất. Cùng lúc đó, lại truyền đến một tiếng hét hoảng sợ, là ai? Ngươi là ai? Đạo Môn lạnh lùng liếc bên ngoài đại điện quát, cút. Đạo Tông Chủ. Đúng lúc này, một thiếu niên bỗng xuất hiện ở cách đó không xa ngoài điện. Đạo Môn thấy hắn ta thì cau mày. Người đến chính là thiếu Tông Chủ Triệu Mệnh của Đạo Tân Tông. Triệu Mệnh cười nói, không ngờ, Tông Chủ Đạo Tông lại ở đây. Đạo Môn lạnh nhạt nói, ta cũng không ngờ chút chuyện nhỏ thôi mà ngươi lại tự mình đến. Triệu Mệnh lắc đầu, người của Đạo Tân Tông ta bị người giết, đây cũng không phải chuyện nhỏ mà là một chuyện vô cùng lớn. Hắn ta nói xong liếc Tần Quan bên cạnh cười hỏi, Đạo Tông Chủ, vị cô nương này giết người của Đạo Tân Tông. Ta muốn bắt nàng ta đi, ông sẽ không phản đối chứ. Đạo Môn nhìn Triệu Mệnh, vị cô nương này là người của Đạo Tông, ai đụng đến nàng ta chính là kẻ địch của Đạo Tông ta. Câu đó vừa được nói ra, mọi người trong sân đều kinh ngạc không thôi. Triệu Mệnh nhìn Đạo Môn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không ngờ thái độ của Đạo Môn lại cứng rắn như thế. Bấy giờ, Diệp Huyên bên cạnh bỗng cười nói, người của ngươi đánh người của ta một cái tát, chúng ta giết hắn chẳng phải là chuyện bình thường sao? Vả lại, hắn nói đến đây bèn liếc cô gái váy trắng chịu uất ức cạnh đó, vị cô nương này bị người của Đạo Tân Tông ngươi đánh một cái tát, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên bồi thường chút tổn thất về tinh thần. Vậy 100 triệu thứ nguyên thánh tinh đi, cũng không quá đáng mà đúng không? Diệp Huyên vừa nói xong, hiện trường lập tức xôn xao. Một cái tát 100 triệu thứ nguyên thánh tinh. Hơi quá rồi đó. Đạo Ngôn ngó Diệp Huyên, không nói gì. Triệu Mệnh nhìn về phía Diệp Huyên, híp mắt lại hỏi, một cái tát 100 triệu thứ nguyên thánh tinh. Xin hỏi vị huynh đài này, ngươi là muốn tiền âm phủ hả? Diệp Huyên liếc Triệu Mệnh, 200 triệu. 200 triệu. Triệu Mệnh bật cười, sao ngươi không nói 1 tỷ luôn đi? Diệp Huyên gật đầu, vậy 1 tỷ. 1 tỷ. Trong điện, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Huyên giống như đang nhìn một con quái vật. Hắn bị điên rồi hả? Triệu Mệnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên nói, Đạo Tân Tông ta có rất nhiều thứ nguyên thánh tinh, hay là ngươi đến lấy? Diệp Huyên gật đầu, vậy qua lấy. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Đạo Môn nói, Tông Chủ, dẫn chúng ta đến Đạo Tân Tông đi. Sắc mặt Đạo Môn cứng đờ, chần chờ một chút rồi hỏi, Diệp công tử. Thật ư? Diệp Huyên gật đầu, thật. Đạo Môn im lặng một lúc rồi nói, vậy đi. Ông ta cũng biết chuyện này rất phi lý. Nhưng, nghĩ đến cô gái váy trắng kia lại cảm thấy hợp lý. Hơn nữa, ông ta cũng cảm thấy cơ hội tới rồi. Đạo Tông và Đạo Tân Tông rằng có nhiều năm như vậy, có thể nói là đã như nước và lửa. Vốn dĩ, thực lực của hai nhà cũng xem nhau, nhưng mới trước đó, không ngờ thiếu Tông Chủ Triệu Mệnh Đạo Tân Tông và công chúa dị quỷ tộc lại quen nhau, hai bên cũng đã lên ngày kết hôn. Một khi cả hai lấy nhau thì đôi bên chính là hổ thêm cánh. Lúc ấy, chẳng phải Đạo Tông sẽ bị đè đầu sao? Trong khoảng thời gian này, ông ta đều vì chuyện này mà sầu muốn chết. Mà giờ, vị thiếu Tông Chủ Đạo Tân Tông này chọc đến Diệp Huyên, chẳng phải là tự tìm đường chết à? Đi, Đạo Ngôn dứt khoát dẫn theo Diệp Huyên và Tần Quan biến mất, đi thẳng đến Đạo Tân Tông. Triệu Mệnh thấy đám Diệp Huyên thế mà lại đi Đạo Tân Tông thật thì cau chặt mày. Giờ phút này, trong lòng hắn ta bỗng dưng có chút lo lắng. Đối phương dám đến Đạo Tân Tông lấy 1 tỷ thứ nguyên thánh tinh, không phải bị điên chính là ông lớn. Hiển nhiên, đối phương không phải bị điên vì Đạo Ngôn là tông chủ của một tông thì không thể nào điên với họ được. Triệu Mệnh bỗng nói, điều tra thông tin của kẻ này. Hắn ta nói xong bèn xoay người biến mất trong điện. Chẳng bao lâu sau, Đạo Ngôn đã dẫn Diệp Huyên và Tần Quan đến Đạo Tân Tông. Ba người vừa đến đã có từng luồng thần thức khủng bố ập đến. Đạo Ngôn cười lạnh một tiếng, cũng chẳng hề e sợ. Ông ta tin rằng người mạnh nhất hiện nay của Đạo Tân Tông cũng không đỡ nổi một kiếm của cô gái váy trắng kia. Đó là một người phụ nữ vô địch. Lúc này,
một người đàn ông trung niên chợt xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Đạo Ngôn vội nói, người này chính là tông chủ Đạo Tân Tông Triệu Cát. Bấy giờ, Triệu Mệnh cũng xuất hiện bên cạnh Triệu Cát. Hắn ta liếc Diệp Huyên cười nói, một tỷ thứ nguyên thánh tinh. Đạo Tân Tông ta có nhưng phải xem ngươi có thực lực để lấy hay không. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức xuất hiện, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Đạo Ngôn thấy Diệp Huyên gọi cái tên đó thì thoáng chốc biến sắc, lập tức khom lưng. Diệp Huyên vừa dứt lời, thời không bên cạnh bỗng dưng nứt ra, kế tiếp, một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái váy trắng. Có điều, lần này đến đây không phải bản thể mà chỉ là một phân thân. Hiển nhiên là bản thể đang bận. Sau khi Thanh Nhi xuất hiện, Đạo Ngôn vội kính cẩn cúi chào, ra mắt tiền bối. Tông chủ Đạo Tân Tông Triệu Cát thấy Đạo Ngôn kính cẩn với cô gái váy trắng kia như vậy thì cau mày, trong lòng chợt có chút lo lắng. Cô gái váy trắng liếc hai người Triệu Cát, sau đó bỗng có một thanh kiếm bay ra. Kiếm hành đạo. Con người Triệu Cát chợt co rút, lòng thầm hoảng sợ, siết chặt tay phải định chống trả, nhưng thanh kiếm kia đã đâm xuyên qua trán ông ta. Phụt. Cái ót của Triệu Cát lập tức bắn ra một luồng máu tươi. Triệu Cát sững sờ. Lập tức bị giết. Giờ phút này, Triệu Mệnh bên cạnh Triệu Cát cũng đờ ra. Đạo Ngôn đứng cạnh Diệp Huyên cũng lập tức toát mồ hôi lạnh. Lập tức bị giết. Thực lực của Triệu Cát và ông ta ngang nhau, đều là thần đạo cảnh. Nhưng một cao thủ thần đạo cảnh lại chẳng hề có một chút sức chống cự nào trước mặt cô gái váy trắng. Thật kinh khủng. Triệu Cát dại ra nhìn cô gái váy trắng, cô là ai? Cô là ai? Lần này, quả thật khiến ông ta phải ngơ ngác. Cô gái váy trắng không để ý tới Triệu Cát, xoay người nhìn Diệp Huyên hỏi, ca, gần đây ở Đạo Tông thế nào rồi? Đạo Ngôn nghe vậy cơ thể lập tức run lên. Diệp Huyên cười đáp, rất tốt, Đạo Ngôn tiền bối đã giúp đỡ ta rất nhiều. Đạo Ngôn nghe thấy thế, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Nếu Diệp Huyên kia nói không tốt thì chắc mình và Đạo Tông sẽ biến mất khỏi trên đời quá. Cô gái váy trắng nghe Diệp Huyên nói vậy khẽ gật đầu, tốt là được rồi. Đúng lúc này, Triệu Cát đằng xa bỗng lấy ra một lá bùa rồi bóp nát hô, vô biên, cứu ta. Vô biên. Diệp Huyên sửng sốt. Vô biên chủ. Sau khi lá bùa trong tay Triệu Cát vỡ vụn, một khí thế khủng bỗng xuất hiện ở hiện trường. Kế tiếp, ở trong mắt mọi người, thời không bên cạnh Triệu Cát chấn nứt toạc rồi có ba người bước ra. Dẫn đầu chính là vô biên chủ. Vô biên chủ cười nói, Triệu Cát, người bị thiên đạo đánh hả? Ha ha. Sau khi ông ta nhìn thấy cô gái váy trắng và Diệp Huyên thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, á đù. Các ngươi. Thần Minh và Tăng Vô nhìn thấy cô gái váy trắng và Diệp Huyên cũng sửng sốt. Sao vua dựa dẫm kia lại ở đây? Hai người đều có chút mịt mờ. Diệp Huyên thấy ba người cũng ngây người, hắn cũng không ngờ sẽ gặp họ ở đây. Điều này cũng trùng hợp ghê. Bên kia, Triệu Cát lại bỗng hô, vô biên, cứu ta. Lúc này, thần hồn của ông ta đang dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố mở đi, cùng lắm là 15 phút nữa thôi là sẽ hoàn toàn biến mất. Vô biên chủ liếc Triệu Cát, ngươi đừng có gọi bậy, vô biên gì mà vô biên, ta thân với ngươi lắm hả? Triệu Cát sửng sốt, cái khỉ gì vậy? Vô biên chủ trầm giọng nói, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Ông ta nói xong định xoay người rời đi. Bấy giờ, Triệu Cát lại bỗng nói, vô biên, nàng không phải bản thể, chỉ là một phân thân. Một phân thân mà thôi. Vô biên chủ liếc Triệu Cát nói, mong người đứng gọi tên ta nữa, ta không quen ngươi. Thật đó, cảm ơn. Ông ta nói xong, lập tức dẫn theo Thần Minh và Tăng Vô biến mất. Triệu Cát ngây người rồi quay đầu nhìn Diệp Huyên nói, ngươi chính là vua dựa dẫm trong truyền thuyết. Diệp Huyên thoáng chốc đen mặt. Triệu Cát thấy vẻ mặt ấy của Diệp Huyên thì sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Vô biên chủ từng nói với ông ta, chỉ cần không chọc phải vua dựa dẫm thì nể mặt một vị tổ tiên của ông ta, vô biên chủ sẽ vì Đạo Tân Tông mà ra tay một lần. Nhưng rõ ràng là Triệu Cát đã chọc phải vua dựa dẫm. Vua dựa dẫm. Triệu Cát bỗng mở tay ra, một lá bùa thần bí bỗng xuất hiện, sau đó lập tức bốc cháy. Ông ta liếc cô gái váy trắng đằng xa nói, cô rất mạnh,
nhưng mạnh hơn thiên đạo đại nhân do ý niệm của chủ nhân bút đại đạo hóa thành sao? Bấy giờ, một bóng người chợt xuất hiện ở hiện trường. Người đến chính là thiên đạo. Triệu Cát thấy thiên đạo thì lập tức kích động, nhưng đúng lúc này, thiên đạo bỗng đi đến trước mặt cô gái váy trắng cách đó không xa rồi khuỵu hai đầu gối bịch bịch quỳ xuống, run rẩy nói ta thề, ta không có bất cứ quan hệ nào với đạo Tân Tông hết. Triệu Cát lơ ngơ như bò đeo nơ. Triệu Cát hoàn toàn sững sờ. Thiên đạo đại nhân chạy rồi. Lúc này, đầu óc ông ta trống rỗng hoàn toàn. Ông ta không ngờ được thiên đạo đại nhân vô địch, mà lại bỏ chạy trước mặt cô gái váy trắng. Rốt cuộc thế đạo làm sao vậy? Lúc này, ông ta đã sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, đây là thiên đạo đại nhân đấy. Mà lúc này, thiên đạo đại nhân vô địch kia, lại trực tiếp bỏ chạy khi đối mặt cô gái này. Chuyện này là sao chứ? Thanh Nhi nhìn thiên đạo đại nhân bỏ chạy trước mắt, vẻ mặt vô tình, lúc Kakata xảy ra chuyện, tại sao ngươi lại không xuất hiện? Nghe vậy, thiên đạo đại nhân run giọng nói, ta đang ôn lại chuyện cũ với vô biên chủ, nhất thời sơ suất, mong thiên mệnh đại nhân thứ tội. Vô biên chủ. Vẻ mặt Thanh Nhi lạnh lẽo, kiếm hành đạo trong tay nàng đột nhiên rung chuyển. Sắc mặt thiên đạo bỗng thay đổi, ông ta lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Huyên. Khổ sở khóc than, Diệp Thiếu, xin giúp ta. Ta không nên chém gió với vô biên chủ. Diệp Huyên trần trừ chốc lát rồi nói, Thanh Nhi, bỏ qua đi. Hắn cảm thấy làm vậy cũng không ổn lắm, dù sao, thiên đạo người ta cũng không có nghĩa vụ bảo vệ mình. Thanh Nhi gật đầu, nghe theo huynh. Nghe vậy, cả người thiên đạo lập tức mềm nhũn, đương nhiên, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống rồi. Cuối cùng cũng không phải chết. Mặc dù ông ta chỉ là do một suy nghĩ tạo thành, nhưng đã có linh trí, có thể nói cũng xem như là một sinh linh, hơn nữa, cũng chẳng dễ dàng gì, vì vậy, ông ta vô cùng sợ chết. Mà ở phía xa, Triệu Cát kia đã hoàn toàn ngây người. Thiên đạo đại nhân mà lại hèn mọn vậy sao? Triệu Cát nhìn cô gái váy trắng, ngơ ngác nói, ngươi là chủ nhân bút đại đạo sao? Thiên đạo. Cô gái váy trắng nhìn Triệu Cát, vung tay áp. Triệu Cát lập tức biến mất không thấy dấu. Bị xóa bỏ toàn bộ. Còn ở bên kia, cơ thể Triệu Mệnh không nhịn được run lẩy bẩy. Cô gái váy trắng nhìn Triệu Mệnh, kiếm hành đạo bỗng xuyên qua giữa trán Triệu Mệnh. Cơ thể Triệu Mệnh run lên. Mà lúc này, miếng ngọc bội trước ngực Triệu Mệnh đột nhiên rung lên, sau đó, âm thanh lạnh như băng bỗng vang lên từ trong miếng ngọc bội, động đến phu quân ta giết 10 tộc nhà ngươi. Nghe vậy, cô gái váy trắng khẽ nhíu mày. Ở bên kia, sắc mặt thiên đạo kia bỗng trở nên tái nhợt. Lúc này, miếng ngọc bội trước ngực Triệu Mệnh bỗng biến thành một luồng sáng trắng rơi xuống sân, ánh sáng trắng tan đi, một cô gái xuất hiện trong sân. Cô gái mặc chiếc váy đen, tóc quấn chiếc khăn tím, tay phải cầm một xiên tu la. Dị quỷ tộc. Hiện tại, dị quỷ tộc chính là bá chủ siêu cấp cả một phương, từ góc độ nào đó mà xét. Thực lực của dị quỷ tộc trấn áp được cả đạo Tông và đạo Tân Tông. Nếu không phải hai tông này là do chủ nhân bút đại đạo sáng lập thì bây giờ có lẽ đã không còn tồn tại rồi. Mà cô gái trước mặt này, chính là công chúa dị dịch của dị quỷ tộc. Sau khi dị dịch xuất hiện, nàng ta liếc nhìn Triệu Mệnh, khi nhìn thấy linh hồn Triệu Mệnh càng lúc càng mờ ảo, ánh mắt nàng ta lập tức lạnh lẽo, sau đó quay đầu nhìn cô gái váy trắng bên cạnh, là ngươi làm. Cô gái váy trắng gật đầu, đúng. Dị dịch nheo mắt, ai cho ngươi cái gan chó đó. Cô gái váy trắng nhìn dị dịch chằm chằm, gọi người. Dị dịch khẽ nhếch miệng chế giễu, đúng là ngạo mạn. Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể ngang ngạnh như vậy. Vừa nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, một miếng bùa truyền âm bỗng xuất hiện trong tay, sau đó, nàng ta lập tức bóp nát bùa truyền âm. Tần quan ở bên kia nhìn thiên đạo vẫn còn đang quỳ kia. Sau đó hỏi, nàng ta không biết ngươi sao? Thiên đạo do dự chốc lát rồi nói, cấp bậc nàng ta không đủ, vẫn chưa đủ tư cách biết ta. Cô gái váy trắng nhìn thiên đạo lập tức quỳ rạp dưới đất. Ta không có ý gì khác. Tần quan khẽ cười, ngươi đừng căng thẳng như vậy, ngươi đứng dậy nói chuyện đi. Thiên đạo lắc đầu, không, ta vẫn nên quỳ thì hơn. Quỳ thì ta còn cảm thấy an toàn hơn chút. Tần quan.
Ở bên kia, Dị Dịch nhíu mày, con người ngươi, sao lại chẳng có chút khí phách nào vậy? Thiên Đạo lạnh lùng nhìn Dị Dịch, nếu không phải e ngại cô gái váy trắng đang ở bên cạnh, thì ông ta thật sự muốn tát chết cô gái này rồi. Ông đây là thân phận gì mà ngươi có thể chế giễu chứ? Ngay lúc này, thời không bên cạnh Dị Dịch bỗng nứt ra, sau đó, bốn cao thủ dị quỷ tộc bước ra. Đều là các cao thủ thần đạo cảnh. Thấy vậy, sắc mặt Đạo Môn cũng trùng xuống. Dị quỷ tộc này lại có thể tùy tiện gọi ra bốn cao thủ thần đạo cảnh. Bốn cao thủ dị quỷ tộc vừa xuất hiện thì lập tức thi lễ với Dị Dịch, bái kiến công chúa. Dị Dịch nhìn cô gái váy trắng bên cạnh, đánh nàng ta tàn phế. Bốn cao thủ dị quỷ tộc quay người nhìn cô gái váy trắng, bốn người định ra tay thì kiếm hành đạo trong tay cô gái váy trắng đột nhiên bay ra. Vù 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 vù. Chớp mắt, đầu của bốn cao thủ dị quỷ tộc lập tức bay đi, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng đáng sợ. Một kiếm diệt hết bốn cao thủ đỉnh cao của dị quỷ tộc. Sững sờ. Dị Dịch trực tiếp ngây người. Sao lại chết cả rồi? Cô gái váy trắng nhìn Dị Dịch, gọi tiếp. Gọi tiếp. Lúc này, vẻ mặt Dị Dịch bỗng nghiêm trọng, ngươi là ai? Cô gái váy trắng tay cầm kiếm hành đạo vung lên. Bốp! Tiếng bạt tai vang lên rõ ràng trong sân, bên má trái của Dị Dịch xuất hiện dấu kiếm sâu thấy rõ. Cô gái váy trắng nhìn Dị Dịch, gọi người. Gọi người. Dị Dịch bị đánh một bạt tai, tâm tình lập tức sụp sổ, giống giận ta muốn ngươi phải trả cái giá đau đớn. Nói xong, nàng ta lấy ra một viên đá truyền âm rồi bóp vụn. Triệu Mệnh ở bên cạnh vẫn còn chưa chết hoàn toàn khẽ run giọng nói, Dịch Nhi, bỏ đi. Lúc này, đầu óc hắn ta đã tỉnh táo, so với Dị Dịch, hắn ta thông minh hơn nhiều, biết cô gái váy trắng trước mắt này chắc chắn không phải người thường, phải biết rằng thiên đạo kia còn phải quỳ gối nữa là. Triệu Mệnh nhìn thiên đạo, vừa muốn nói gì đó thì lúc này, linh hồn hắn ta lập tức biến mất hoàn toàn. Tan biến rồi. Nhìn thấy linh hồn Triệu Mệnh đã bị tiêu diệt, vẻ mặt Dị Dịch lập tức trở nên hung tợn, nàng ta quay đầu nhìn cô gái váy trắng, đang định nói chuyện thì tay phải cầm kiếm của cô gái váy trắng lại vung ra. Bốp! Lần này, cả gương mặt Dị Dịch lập tức bị kiếm hành đạo chém nát. Cả gương mặt Dị Dịch không còn toàn vẹn, kinh khủng tột cùng. Dị Dịch cứng đờ tại chỗ. Sau đó, Dị Dịch giống giận, ta chính là người của dị quỷ tộc. Thanh Nhi lại cầm kiếm vung lên. Bốp! Đầu Dị Dịch lập tức bị chém vỡ. Nhưng, nàng ta vẫn chưa chết. Lúc này, cuối cùng Dị Dịch cũng hiểu ra đôi chút rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng ta gặp được người không sợ dị dịch quỷ. Mà ngay lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trong sân, người đến, cũng là người của dị quỷ tộc. Sau khi ông lão này xuất hiện, ông ta nhìn cô gái váy trắng, sau đó nói các hạ xưng hô thế nào. Thanh Nhi nâng tay vung kiếm. Vù, đầu ông lão lập tức bay đi. Thần hồn bị tiêu diệt. Thấy vậy, Dị Dịch bỗng sững sờ. Cô gái váy trắng nhìn Dị Dịch, gọi người tiếp đi. Dị Dịch có chút kinh sợ nhìn cô gái váy trắng, ngươi là ai? Cô gái váy trắng nhíu mày, ta bảo ngươi gọi người. Ngươi nghe không hiểu sao? Dị Dịch nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, dị quỷ tộc ta nắm giữ vô số vũ trụ, thế lực trải khắp chư thiên vạn giới, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Lúc này, nàng ta đã bắt đầu chịu thua rồi. Đương nhiên, nàng ta vẫn chưa hoàn toàn khuất phục, mà vẫn có chút uy hiếp. Thanh Nhi cúi đầu nhìn thiên đạo, dị quỷ tộc ở nơi nào? Thiên đạo run giọng nói, dị giới. Thanh Nhi gật đầu, chỉ hướng đi. Chỉ hướng đi. Sắc mặt thiên đạo lập tức thay đổi, ông ta vội nói, thiên mệnh đại ca, dị quỷ giới có cả vạn tỷ sinh linh. Ông ta biết, thiên đạo này chuyện gì cũng làm được. Thế giới mới là một vũ trụ lớn, mà dị quỷ giới cũng ở trong thế giới mới, mà ông ta là thiên đạo của cả thế giới mới. Sức mạnh và thực lực của ông ta một phần là đến từ chủ nhân bút đại đạo. Còn một phần là đến từ vạn tỷ sinh linh của thế giới này. Nếu thiên mệnh dùng một kiếm chôn vùi dị quỷ giới, thì xem như ông ta trực tiếp bị chém nứt hai chân, thực lực giảm mạnh, không những vậy, mà cả thế giới mới có thể cùng sẽ sụp đổ. Một khi thế giới mới sụp đổ, ông ta cũng gặp phiền phức lớn. Phải biết rằng,
Ban đầu chủ nhân bút đại đạo giữ lại ông ta ở nơi này, chính là muốn ông ta bảo vệ cả thế giới mới này. Năm đó bút đại đạo vì không làm tốt chuyện này, nên mới bị giam cầm ở hệ Ngân Hà, đến nay cũng chẳng thể thoát ra, ông ta không muốn giống như bút đại đạo đâu. Nghe thấy lời của thiên đạo, Thanh Nhi nhíu mày, liên quan gì đến ta? Vẻ mặt thiên đạo cứng đờ, ông ta vội nhìn Diệp Huyên, ông ta biết, nếu ông ta còn nói nữa, có thể sẽ kết thúc mất. Người người có thể khiến thiên mệnh thay đổi ý định, chỉ có một người, chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, Thanh Nhi, bỏ qua đi. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, dịu dàng nói, ta biết, huynh muốn sáng lập trật tự kiếm đạo, thôi vậy, nếu ta tiêu diệt vũ trụ này thì sẽ chẳng còn gì. Trật tự của huynh sợ rằng cũng không dùng được gì. Nói đến đây, nàng bỗng không nói nữa. Diệp Huyên thì lại đen mặt. Trật tự kiếm đạo. Trật tự kiếm đạo ra đời vì trật tự cần thành lập, mà nền tảng của thiết lập trật tự lại là vạn vật chúng sinh, nhưng, Thanh Nhi có năng lực tiêu diệt vạn vật chúng sinh. Nếu Thanh Nhi tiêu diệt vạn vật chúng sinh, vậy trật tự kiếm đạo của bản thân còn có tác dụng gì chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên bất giác thở dài trong lòng. Trật tự kiếm đạo. Xem ra, trật tự kiếm đạo của bản thân bắt buộc phải có sự giúp đỡ của Thanh Nhi. Có Thanh Nhi giúp đỡ và gìn giữ, trật tự kiếm đạo của mình mới phát huy tác dụng. Nếu không, nghĩ đến đây, Diệp Huyên bỗng có chút đau đầu. Thanh Khâu nói vượt qua khúc cua nhưng trực giác nói cho hắn, đừng nói là khúc cua, dù là đi thẳng cũng chưa chắc có thể vượt qua Thanh Nhi. Thiên đạo ở bên cạnh nghe thấy Thanh Nhi đã bỏ qua việc hủy diệt cả dị giới, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vị đại ca này đã bỏ qua, nếu không cả thế giới mới sợ rằng cũng sụp đổ thôi. Như nghĩ đến gì đó, thiên đạo quay đầu nhìn dị dịch ở bên kia. Dị dịch còn muốn nói gì đó, thiên đạo tức giận, một tay bóp chặt cổ dị dịch, quát lớn, ngươi đừng có nói nữa. Nói tiếp thì thế giới sẽ bị tiêu diệt đấy, mẹ nó. Mọi người. Lúc này thiên đạo thực sự muốn sụp đổ. Thiên mệnh đại lão này không dễ gì từ bỏ tiêu diệt thế giới. Nếu để cô nương ngu ngốc dị dịch kia lại kích thích sát tâm nàng thì thật sự là tạo nghiệp mà. Nếu thiên mệnh đại lão thật sự muốn hủy diệt thế giới mới, thì xem như chủ nhân như ông ta đây cũng không ngăn được. Trong mắt thiên mệnh đại lão này, ngoại trừ ca ca nàng thì không quan tâm đến ai cả. Nghe thấy lời của thiên đạo, dị dịch kia lập tức giận dữ, ngươi dám mắng ta. Thiên đạo nhìn dị dịch chằm chằm, ta chính là thiên đạo. Dị dịch sững sờ sau đó cả giận nói, đồ vô tích sự. Loại ti tiện giống hệt chó như ngươi sao có thể là thiên đạo đại nhân chứ? Ngươi! Thiên đạo dùng sức vào tay phải. Dị dịch lập tức bị tiêu diệt. Ông ta vốn muốn nể mặt dị quỷ tộc, nhưng lúc này, ông ta thật sự không nhịn được nữa rồi. Đúng là quá ngu ngốc. Sau khi giải quyết dị dịch xong, thiên đạo quay người nhìn cô gái váy trắng ở bên cạnh. Ông ta do dự sau đó kính cẩn nói, đại nhân, gây rắc rối cho người rồi. Cô gái váy trắng nhìn thiên đạo, chăm sóc ca ca ta cho tốt. Thiên đạo vội nói, vâng vâng. Cô gái váy trắng quay người nhìn Diệp Huyên, nàng im lặng một lúc rồi nói, ca ca, đợi ta xong việc, ta sẽ đến tìm huynh. Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái váy trắng khẽ cười, nàng ôm lấy Diệp Huyên sau đó biến mất tại chỗ. Đi rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn chân trời tinh không sâu thẳm, nhíu chặt mày, Thanh Nhi đang làm gì vậy? Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hắn nhìn Triệu Mệnh bên kia, lúc này linh hồn Triệu Mệnh đã hoàn toàn trở nên hư vô, nhưng vẫn còn chút sinh cơ mỏng manh. Diệp Huyên nói, muốn sống không? Triệu Mệnh gật đầu thật mạnh. Diệp Huyên gật đầu, đưa 1 tỷ thứ nguyên thánh tinh đến đạo tông cho ta, cho ngươi thời gian 3 ngày. Nói xong. Hắn quay người định rời đi. Lúc này, Triệu Mệnh bỗng run giọng lên tiếng, Diệp Thiếu, không cần 3 ngày, bây giờ ta đưa cho ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mẹ nó! Bản thân lại sơ suất rồi. Một lúc sau, Diệp Huyên có được thứ nguyên thánh tinh rồi thì rời đi cùng Tần Quan. Thiên đạo không đi cùng, ông ta gọi đạo ngôn lại, Diệp Thiếu ở đạo tông có ổn không? Đạo ngôn cười khổ, người nói xem. Thiên đạo nhìn đạo ngôn chằm chằm, người đừng có bày ra bộ dạng này, ta nói cho người biết,
đây là một cơ duyên lớn cho đạo tông ngươi đấy. Hiểu chưa? Vẻ mặt Đạo Môn chợt thay đổi, sao lại nói vậy? Thiên đạo khẽ nói, đợi đến khi nàng ta đến đón Diệp Thiếu, nhất định sẽ cho ngươi và đạo tông lợi lộc, ngươi cứ đợi đi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải chăm sóc Diệp Thiếu cho tốt. Đạo Môn gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn ta như nghĩ đến gì đó, lại nói thêm, dị quỷ tộc. Vẻ mặt Thiên đạo vô cảm, ta giải quyết. Đạo Môn gật đầu, được. Hắn ta chỉ mong Thiên đạo đứng ra giải quyết thôi, bởi vì hắn ta thật sự không muốn qua lại với dị quỷ tộc. Ở bên kia, một nơi nào đó trong tinh không, Vô Biên Chủ tức giận mắng cái tên vua dựa dẫm này. Tên vua dựa dẫm đáng chết, sao hắn lại đến thế giới mới chứ? Đúng là khốn nạn. Ông ta thực sự không ngờ đến, Diệp Huyên lại đến thế giới mới, theo ông ta tính toán, Diệp Huyên chưa đến mấy vạn năm thì không thể đến được nơi này. Tăng Vô ở bên cạnh bỗng nói, có khi nào là thiên mệnh đưa hắn đến không? Nghe vậy, sắm mặt Vô Biên Chủ bỗng u ám. Rõ ràng, chính là thiên mệnh đưa Diệp Huyên tới nơi này rồi. Chỉ là thiên mệnh đưa Diệp Huyên đến nơi này làm gì chứ? Vô Biên Chủ nhíu chặt mày. Lúc này, thần minh bỗng lên tiếng, đạo tân tông kia. Vô Biên Chủ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Nếu người gây chuyện là người khác, ông ta có thể giữ lại, nhưng người gây chuyện là vua dựa dẫm, hơn nữa, cô gái kia còn ở đây. Vô Biên Chủ lại thở dài, đúng là tên gây rối. Vua dựa dẫm này, đúng là âm hồn bất tán mà. Tăng Vô bỗng nói, ta cảm thấy, chuyện cũng không thể trùng hợp đến vậy. Vô Biên, ngươi nói xem, chúng ta có phải là bị chủ nhân bút đại đạo sắp xếp không? Nghe vậy, Vô Biên Chủ cũng nhíu chặt mày. Thần Minh cũng nói, ta cũng cảm thấy không bình thường lắm, không phải chúng ta thật sự bị chủ nhân bút đại đạo sắp xếp chứ? Vô Biên Chủ nhíu mày, ông ta mở lòng bàn tay, sau đó giữa đất trời, có vô số bùa chú ngưng tụ trong bàn tay ông ta, mà trong vô số bùa chú này, lại là từng luồng đại đạo chi pháp kinh người. Trong chớp mắt, Vô Biên Chủ đã ngưng tụ được vô số đại đạo chi pháp. Chỉ dựa vào một chiêu này, đã đủ kiêu ngạo với vô số cao thủ khắp thế gian rồi. Một lúc sau, Vô Biên Chủ nhíu chặt mày. Thấy vậy, sắc mặt Thần Minh và Vô Tăng ở bên cũng thay đổi. Bọn họ không hiểu mấy về đại đạo chi pháp này, nhưng có thể cảm nhận được, bất kỳ đại đạo nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thần Minh và Vô Tăng nhìn nhau, Vô Biên Chủ này cũng khá lợi hại đấy. Ngay lúc này, Vô Biên Chủ vung tay áo, những đại đạo chi pháp giữa đất trời kia thoáng chốc đã biến mất không hình không dấu. Sắc mặt Vô Biên Chủ vô cùng hung hăng, người thật sự là bài bố ta sao? Chết tiệt, Tăng Vô do dự chốc lát rồi nói, chủ nhân bút đại đạo thật sự đang bày bố chúng ta. Vô Biên Chủ nhìn Tăng Vô, đại ca, hắn ta đang sắp xếp ta, không phải sắp xếp mọi người. Các ngươi bây giờ thì có gì để hắn ta sắp xếp? Vẻ mặt Tăng Vô cứng đờ, câu này thật sự có chút tổn thương. Vô Biên Chủ hít sâu một hơi, ông ta liếc nhìn không gian trước mặt. Sau đó nói, người đã nghĩ cho ta kết cục gì rồi? Không có phản hồi gì. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, được, người giỏi lắm. Tăng Vô thấp giọng nói, bây giờ làm gì? Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi cười nói, biết thế nào mới có được kết cục tốt không? Tăng Vô do dự rồi hỏi, người không phản kháng sao? Vô Biên Chủ nhìn Tăng Vô, người cảm thấy có tác dụng sao? Tăng Vô trầm giọng nói, với thực lực của ngươi cũng không thể phản kháng sao? Vô Biên Chủ khẽ nói, ta muốn đổi cách khác. Tăng Vô nhíu mày, đổi cách. Vô Biên Chủ gật đầu, phản kháng trực diện, không được. Bởi vì, trước mắt mà nói, không ai có thể giết được hắn, ngay cả cô gái kia cũng không thể giết hắn vào lúc này, trừ phi nàng ta từ bỏ vua dựa dẫm kia, nhưng hiện tại rõ ràng là không thể. Vì vậy, không thể chống đối trực diện với hắn, chỉ có thể đổi cách khác. Thần Minh hiếu kỳ hỏi, cách gì? Vô Biên Chủ khẽ nói, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Thần Minh và Tăng Vô đều khó hiểu. Vô Biên Chủ ngẫm nghĩ, sau đó nói, hoàn cảnh hiện tại của ta ra sao? Là chỉ cần không đối đầu với vua dựa dẫm, căn bản không ai có thể giết được ta. Nhưng, hiện tại hắn đang sắp xếp ta, cũng có nghĩa là, rất có khả năng cao thủ mạnh mẽ chưa biết sắp xuất hiện. Nói đến đây,
Ông ta nhíu mày thật chặt, ta đang tính toán thử tương lai tiếp theo của ta. Thứ nhất, nếu cứ tiếp tục như vậy, nguy hiểm sẽ rất lớn, có lẽ đến một ngày cũng chẳng còn nữa, đương nhiên, đó chỉ là có thể mà thôi. Thứ hai, chính là ta dần dần phát triển thành một nhóm với vua dựa dẫm, sau đó một lúc nào đó ở tương lai, sẽ liên thủ với hắn đấu lại với đại địch chưa biết. Tiếp nữa, trong trận đại chiến đó, vua dựa dẫm sống sót, ta thì hy sinh bi tráng, kiếm được một đống nước mắt. Nói rồi, hắn khẽ cười một tiếng, rất có khả năng đấy. Thần Minh và Tăng Vô nhìn nhau, không dám nói gì. Vô Biên Chủ nói tiếp, thứ ba, chính là ta đi trên con đường phản diệt, tiếp tục đối đầu với vua dựa dẫm, nhưng, hiện tại vua dựa dẫm này đã chẳng màng đến võ đức, thế cũng có nghĩa là đối đầu với vua dựa dẫm, trở thành kẻ địch với vua dựa dẫm thì kết cục cuối cùng của ta chắc chắn càng thảm hơn. Nói rồi, ông ta khẽ nheo mắt, con đường cuối cùng, kể từ bây giờ, ta hoàn toàn biến mất giữa đất trời này, trở thành một nhân vật trong quá khứ, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tăng Vô chần chừ rồi nói, vậy Vô Biên ngươi cảm thấy là con đường nào? 3. Vô Biên chậm chậm nhắm hai mắt, ngươi biết không? Vận mệnh của một người, nhiều khi đã được định đoạt trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn là bất định, điều này cũng có nghĩa lựa chọn của một người rất quan trọng, mỗi một lựa chọn của hắn đều ảnh hưởng đến tương lai cuộc đời. Chủ nhân bút đại đạo không cưỡng ép sắp xếp ta, hắn là đang để tự ta lựa chọn. Tăng Vô thấp giọng nói, có thể tự mình lựa chọn. Vô Biên gật đầu, đúng. Đương nhiên, chuyện này rất khó. Tăng Vô có phần không hiểu, rất khó. Vô Biên gật đầu, ngoài trừ lúc sinh ra đời, một vài đứa trẻ nhà bình thường, bọn họ muốn thay đổi hoàn cảnh của bản thân thì phải nỗ lực hơn, liều mạng hơn. Nhưng... cha mẹ bọn họ lại không thể cho họ một tiền đề vững chắc, vì vậy, lúc ban đầu, cho dù là điều kiện hay là tầm nhìn của bọn họ cũng kém hơn rất nhiều so với những người vừa sinh ra trong hoàn cảnh tốt, thậm chí, những thứ bọn họ phấn đấu cả đời, thì người khác vừa sinh ra đã có. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, vấn đề này rất phức tạp, không thảo luận thêm nữa. Ta muốn nói là, giống như rất nhiều người ở hệ Ngân Hà, nếu lấy thời gian vui chơi để đọc sách, nâng cao bản thân, tương lai bọn họ chắc chắn có thể tốt đẹp hơn nhiều, nhưng, rất nhiều người đều không làm được. Bọn họ lại điên cuồng chơi đùa trong độ tuổi trẻ trung không nên vui chơi, vì thế tương lai chỉ là một đời bình phàm. Nói đến đây, ông ta nhìn Tăng Vô, ta từng gặp một thiếu niên ở chợ đêm, rất nghèo, ta hỏi hắn tại sao không cố gắng thêm chút, liều mạng thêm chút, hắn lại nói với ta, nếu bây giờ không chơi, đợi sau này thành thân rồi sẽ không còn cơ hội chơi nữa. Tăng Vô trầm giọng nói, sau đó thì sao? Vô Biên lạnh nhạt nói, sau đó chính là, hắn ta ngay cả vợ cũng chẳng cưới nổi. Vẻ mặt Tăng Vô cứng đờ. Vô Biên lại nói, hệ Ngân Hà, là một nơi rất thực tế, ở nơi đó, tiền rất quan trọng, đương nhiên, ở bất kỳ thế giới nào, tiền cũng đều rất quan trọng. Chỉ là, nơi đó lại rất rất coi trọng tiền, cả thế giới đều tràn ngập mùi tiền. Hơn nữa, nơi đó vẫn thường dùng tiền tài để đánh giá con người, có tiền thì là ông lớn, không có tiền thì chẳng là gì cả. Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, đây là vận mệnh của nhân vật nhỏ bé, mà thứ quyết định vận mệnh nhân vật nhỏ, chính là tiền. Mà đối với những người tu luyện như chúng ta, thứ quyết định vận mệnh, chính là sống chết, chính là tương lai. Nói đến đây, ông ta nhìn chân trời vô tận xa xôi, khẽ nói, nếu không thể đạt đến trình độ như cô gái kia, ta và thiếu niên ở chợ đêm kia có gì khác biệt chứ? Hắn ta sau này ngay cả vợ cũng không cưới nổi, ta sau này e là ngay cả quyền lựa chọn cũng chẳng có nữa rồi. Tăng Vô bỗng trầm giọng nói, chống lại ông ta. Vô Biên nhìn Tăng Vô thấp giọng nói, chúng ta gia nhập vua dựa dẫm, cùng chống lại hắn đi. Chủ nhân bút đại đạo, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Thật đó. Chỉ cần chúng ta dựa vào cô gái váy trắng thì chủ nhân bút đại đạo cũng chỉ là tuổi tôm. Nghe thấy lời của Tăng Vô, Vô Biên Chủ lập tức chìm vào im lặng. Đầu hàng sao? Đương nhiên ông ta sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chết đói là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Im lặng một lát, Vô Biên Chủ nghiêm túc hỏi, Hòa Thượng, vì sao ngươi cảm thấy năng lực chủ nhân bút đại đạo cũng chỉ đến vậy? Tăng Vô chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói ra cô gái váy trắng. Nghe vậy, Vô Biên Chủ lắc đầu, ta phục rồi. Ông ta thật sự phục rồi. Hòa Thượng này,
động một tí là mang người khác ra so sánh với cô gái váy trắng. Người so sánh với cô gái váy trắng, quả thật dù là ai thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vô biên chủ lắc đầu rồi quay người rời đi. Nếu đã biết chủ nhân bút đại đạo đang gài ông ta, vậy ông ta cũng phải nghĩ cách chống lại. Chấp nhận số mệnh, không thể nào, ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh, ông ta không làm được. Nhìn thấy vô biên chủ rời đi, tăng vô khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chủ nhân bút đại đạo gài chúng ta làm gì? Thần Minh thoáng nhìn tăng vô, hòa thượng, người mà người ta gài là vô biên, không phải hai người chúng ta, xin ngươi phân biệt rõ ràng. Tăng vô nhíu mày, vì sao ngươi lại tự coi nhẹ bản thân như vậy? Sắc mặt thần Minh cứng lại. Sau khi Diệp Huyên và Tần Quan trở lại đạo tông, Tần Quan mang theo 1 tỷ thứ nguyên thánh tinh rời đi, với số tiền đó, nàng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Dứt khoát quyết đoán đi làm. Còn Diệp Huyên, sau khi trở lại đạo tông thì vùi đầu vào tu luyện. Bây giờ hắn là thứ nguyên cảnh, mục đích của hắn chính là đạt đến ngoại đạo cảnh. Mà bởi vì có đạo tông ủng hộ, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, hơn nữa, đạo tông là dốc hết sức ủng hộ. Tất cả tài nguyên tốt nhất đều đưa cho Diệp Huyên sử dụng. Dưới sự ủng hộ của đạo tông, tốc độ thăng cấp của Diệp Huyên vô cùng khủng khiếp. Dị quỷ giới. Sau khi chuyện kia kết thúc, thiên đạo không trở về mà đi thẳng tới dị quỷ giới. Dị quỷ thành. Thiên đạo vừa tới dị quỷ thành, một ông lão lập tức xuất hiện trước mặt ông ta, người này chính là dị thiên của dị quỷ tộc. Dị thiên nhìn thiên đạo nói, hôm nay là ngọn gió nào thổi thiên đạo đại nhân tới vậy? Thiên đạo lắc đầu, dị thiên, chúng ta cũng đừng nói nhảm nữa. Con gái của ngươi là ta giết. Dị thiên nói, lý do. Thiên đạo thản nhiên nói, không giết nàng ta, dị quỷ giới ngươi đã không còn. Dị thiên khẽ cười mà không nói lời nào. Nhìn thấy cảnh này, thiên đạo cau mày lại, sao vậy, không tin. Dị thiên cười nói, thiên đạo, ngươi hãy thành thật nói với ta, có phải chủ nhân ngươi thấy dị quỷ tộc ta vùng dậy, cho nên muốn chèn ép bọn ta. Thiên đạo nhìn dị thiên, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi. Dị thiên thản nhiên nói, ta lại rất tò mò, tại sao không giết con gái ta thì dị quỷ giới ta sẽ không còn. Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi biết các ngươi chọc phải người nào không? Dị thiên thoáng nhìn thiên đạo, nói, không biết. Thiên đạo căm tức nhìn dị thiên, ta biết, bây giờ lão tổ dị quỷ tộc ngươi đã đạt đến hiện tại đạo, nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nói là đạt đến hiện tại đạo, cho dù đạt đến vị chi cảnh thì đứng trước mặt cô gái kia cũng chỉ là con sâu cái kiến. Không, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Vẻ mặt dị thiên bình tĩnh, nói như vậy, ngươi giết con gái ta còn phải cảm ơn ngươi. Thiên đạo nhìn dị thiên một lát, sau đó gật đầu, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Nếu đã như vậy, nhiều lời cũng vô ích. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Ông ta biết, người của dị quỷ tộc căn bản không tin mình. Đương nhiên, ông ta cũng hiểu được chuyện này, bởi vì, không tự mình đối mặt với cô gái váy trắng, sẽ không biết nàng khủng bố cỡ nào. Đây là một cô gái vô địch. Về phần dị quỷ tộc, chỉ cần dị quỷ tộc không gây phiền phức cho Diệp Huyên, việc này cũng coi như thôi. Mà nếu như dị quỷ tộc dám gây phiền phức cho Diệp Huyên, vậy ông ta đã chuẩn bị trở mặt bất cứ lúc nào rồi. Nhìn thấy thiên đạo rời đi, dị thiên nheo mắt lại. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh dị thiên, ông lão trầm giọng nói, e rằng chủ nhân bút đại đạo này muốn ra tay với chúng ta rồi. Dị thiên mặt không đổi sắc, ông ta không có cơ hội này. Nói xong, lão quay người rời đi. Đạo tông. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tiểu tháp đột nhiên mở mắt ra, khoảnh khắc mở mắt ra này, một hơi thở kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngoại đạo cảnh. Dưới sự hỗ trợ của đạo tông và tiểu tháp, hắn tu luyện suốt 10 năm, cuối cùng cũng đạt đến ngoại đạo cảnh. Diệp Huyên mở bàn tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay, hắn khẽ vung lên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong kiếm thanh huyên chấn động ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên. Ngoại đạo cảnh. Cuối cùng hắn đã không còn là một tiểu đệ ở trong thế giới mới này nữa. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy hơi vô vị. Không còn kẻ địch rồi. Sau khi mình trở nên mạnh mẽ,
phóng tầm mắt nhìn ra, đã không còn kẻ địch mạnh mẽ nữa rồi. Thánh Vương Điện của vũ trụ thứ nguyên bị một kiếm của Thanh Nhi tiêu diệt. Mà Đạo Tân Tông kia cũng bị đánh cho khâm phục. Diệp Huyên lắc đầu thở dài một hơi. Về sau gặp phải phiền phức, vẫn là tự mình cố mà giải quyết thôi. Nếu không, cuộc sống này cũng vô vị quá rồi. Trừ phi thật sự đánh không lại. Đúng lúc này, Tần Quan xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta đánh giá Diệp Huyên, sau đó cười nói, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan giơ ngón cái khen ngợi, Diệp Huyên cười nói, thư viện và tiên bảo các sao rồi. Tần Quan gật đầu, dưới sự trợ giúp của Đạo Tông và Đạo Tân Tông, tất cả đều rất thuận lợi. Diệp Huyên nhíu mày, Đạo Tân Tông. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Sau chuyện lần trước, bọn họ muốn cứu vãn quan hệ với chúng ta, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn cố gắng trợ giúp chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Tần Quan nói tiếp, ta chuẩn bị mở một ngân hàng. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói, ngân hàng. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, chính là nơi chuyên môn dùng để tiết kiệm tiền. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, người ta sẽ tìm chúng ta gửi tiết kiệm sao? Khóe miệng Tần Quan hơi cong lên, sẽ, bởi vì gửi tiết kiệm sẽ có lãi. Diệp Huyên trầm giọng nói, người khác gửi tiền vào, sau đó chúng ta dùng làm gì? Tiêu sao? Tần Quan cười nói, ngu ngốc, chúng ta có thể cho những người có nhu cầu vay số tiền này, đương nhiên, họ cũng phải trả cho chúng ta một số lãi nhất định. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, tay trái thu vào, tay phải cho vay. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, dùng tiền của người khác để kiếm tiền. Diệp Huyên giơ ngón cái khen ngợi, ngầu. Tần Quan cười nói, muốn mở ngân hàng cũng không dễ dàng. Bởi vì chắc chắn sẽ có rất nhiều người không tin tưởng chúng ta, nhưng mà, ở vũ trụ Quan Huyên không tồn tại vấn đề này, bởi vì ở vũ trụ Quan Huyên, thư viện Quan Huyên và tiên bảo các chúng ta rất có uy tín, bởi vậy, ta muốn trở về một chuyến, sau khi làm tốt ở bên kia, ta sẽ trở lại bên này. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn trở về vũ trụ Quan Huyên. Tần Quan gật đầu, bên này ta đã sắp xếp rồi, tạm thời không cần đến ta nữa. Sau khi trở về, ta muốn chỉnh đốn và thống nhất các bộ phận lộn xộn dưới tay. Chờ ta xử lý xong sẽ dẫn một số người đến nơi này, sau đó ra sức phát triển ở nơi này. Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên, đây là 100 triệu thứ nguyên thánh tinh, ngươi cầm lấy mà dùng. Nếu thiếu tiền thì đi tiên bảo các, bây giờ bọn họ gặp ngươi cũng giống như gặp ta, ngươi muốn cái gì, chỉ cần bọn họ có, đều sẽ đưa cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, được. Tần Quan gật đầu, sau đó nói, vậy ta đi đây. Diệp Huyên gật đầu, Tần Quan thoáng nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, người đưa ta đi một chuyến. Diệp Huyên lập tức thúc giục kiếm Thanh Huyên, sau đó dẫn theo Tần Quan biến mất khỏi nơi này. Lần này đi khá chậm, khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên mới đưa Tần Quan từ thế giới mới về đến vũ trụ Quan Huyên. Hai người chào hỏi lẫn nhau, sau đó Tần Quan rời đi làm việc. Diệp Huyên cũng không lập tức trở về thế giới mới mà đi vào thư viện, trong một đình viện nào đó, Thanh Khâu đang xem sách bỗng mở to hai mắt, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên đang đi đến, mỉm cười, ca. Diệp Huyên đi đến trước mặt Thanh Khâu, cười nói, gần đây bận rộn à. Thanh Khâu gật đầu, bận, rất bận. Nói xong, nàng ấy đưa mắt đánh giá Diệp Huyên. Sau đó nói, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thanh Khâu cười nói, xem ra, nàng đang chê ta chậm chạp. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy Thanh Nhi hơi gấp gáp. Hắn có thể cảm nhận được, Thanh Nhi váy trắng muốn hắn mạnh lên, hơn nữa, còn hơi gấp gáp. Thanh Khâu im lặng một lát rồi nói, có lẽ là nàng cảm nhận được cái gì rồi. Cho nên mới không kịp chờ đợi muốn huynh mạnh lên. Diệp Huyên hơi tò mò, nhà đầu, muội biết muội ấy cảm nhận được cái gì không? Thanh Khâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Thanh Khâu cười nói, đừng lo lắng những chuyện này, trời sập rồi. Có nàng và ta chống đỡ. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, được. Sau khi nói chuyện với Thanh Khâu một lát, Diệp Huyên trở về Đạo Tông. Mà trên đường trở về Đạo Tông, bất thình lình,
vị trí của hắn đột nhiên xuất hiện đường hầm thời không, ngay sau đó, một tàn ảnh bay đến. Diệp Huyên nheo mắt, rút kiếm mạnh mẽ chém ra. Ầm ầm. Kiếm này vừa chém xuống, toàn bộ đường hầm thời không đột nhiên mở lớn, Diệp Huyên trực tiếp rơi vào trong một vùng thời không nhiễu loạn. Thời không nhiễu loạn này đang điên cuồng cắn nuốt cơ thể của Diệp Huyên. Diệp Huyên thầm giật mình, vội vàng lấy kiếm Thanh Huyên ra, muốn lập tức thoát khỏi thời không nhiễu loạn, nhưng đúng lúc này, một bàn tay vô hình đột nhiên đè xuống đỉnh đầu hắn. Diệp Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó chém ra một kiếm. Kiếm đạo đại luân hồi. Kiếm này vừa chém ra, bỗng có vô số luân hồi chi lực từ trong kiếm của Diệp Huyên tuôn ra. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ vô hình kia bị một kiếm này chém lui. Ồ. Lúc này, tiếng kinh ngạc vang lên, mà ngay sau đó, một bóng đen đột nhiên phủ xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ cả người Diệp Huyên. Thế giới mới. Trong hư không nào đó, Thiên Đạo đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra, tiếp đó, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, mẹ kiếp. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu. Nói xong, ông ta lập tức đứng dậy xé rách thời không rồi biến mất, mà khi ông ta đi vào đường hầm thời không Diệp Huyên gặp phải lúc trước, nơi này đã trống trơn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Đạo lập tức trắng bệch, ông ta ngồi xổm trên mặt đất, run giọng nói, ta sắp đi nhận cơm hộp sao rồi sao? Lúc này Thiên Đạo thực sự hoảng rồi, Diệp Huyên xảy ra chuyện. Lúc trước Diệp Huyên quay về vũ trụ quan Huyên, ông ta biết, nhưng bởi vì vũ trụ quan Huyên có Thanh Khâu, ông ta rất yên tâm nên không đi theo. Thế nhưng, ông ta không ngờ, Diệp Huyên lại xảy ra chuyện trên đường quay về. Là ai ra tay với Diệp Huyên? Dị quỷ tộc. Thiên Đạo lập tức đứng dậy, quay người biến mất. Ngay sau đó, Thiên Đạo đã đến dị quỷ tộc. Vừa đến dị quỷ tộc, dị thiên đã xuất hiện trước mặt ông ta. Dị thiên đang định nói thì Thiên Đạo đã tức giận nói, có phải các ngươi đã động đến Diệp Thiếu không? Vẻ mặt Diệp Thiên vô cảm, ta không biết ngươi đang nói gì. Thiên Đạo tức giận nhìn dị thiên, ngươi bớt nói rông dài cho ta đi. Thả Diệp Thiếu ra cho ta. Dị thiên lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói gì. Thiên Đạo đột nhiên biến mất tại chỗ. Ầm. Thoáng chốc, một luồng áp lực kinh người bỗng đổ ập về phía dị thiên. Thấy vậy, dị thiên nheo mắt, lão nâng tay phải, sau đó đè mạnh xuống. Ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, Thiên Đạo trực tiếp bay ra đến cả vạn trượng. Sau khi Thiên Đạo dừng lại, ánh mắt ông ta đầy vẻ sợ hãi, ngươi đã đạt đến hiện tại đảo. Hiện tại đảo. Ý chỉ đã dứt bỏ hết thảy nhân quả kiếp này. Vẻ mặt dị thiên lạnh nhạt, Thiên Đạo, ngươi thật sự cho rằng rất ghê gớm sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì e ngại chủ nhân bút đại đạo thì ngươi sớm đã chết vạn lần rồi. Như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt Thiên Đạo bỗng thay đổi, các ngươi liên thủ với nghịch Thiên Đạo. Dị thiên cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Thiên Đạo đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghịch Thiên Đạo. Đây là một tổ chức thần bí đặc biệt do một vài cao thủ siêu cấp tạo thành, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chống lại chủ nhân bút đại đạo. Đáng nói là, các cao thủ thượng cổ trước kia ở cấm địa thần hoang cũng là nghịch thiên đạo. Thế nhưng, đó chỉ là phần ngoài của nghịch thiên đạo. Nghịch thiên đạo. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiên Đạo bỗng trở nên vô cùng khó coi. Một lúc sau, Thiên Đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khẽ nói, chủ nhân, ta nên làm gì? Không có phản hồi. Thiên Đạo im lặng một lúc rồi nói, ta có chuyện không hiểu, bọn họ chống lại chủ nhân, tại sao phải đi kiếm chuyện với Diệp Thiếu chứ? Một lúc sau, Thiên Đạo quay người rời đi. Ông ta phải đi nghĩ cách. Ông ta không phải lo lắng an nguy của Diệp Huyên, ông ta là lắng cho an nguy của bản thân mình. Diệp Huyên bị bắt, nếu lại kinh động đến cô gái váy trắng kia, có thể ông ta cũng chẳng còn nữa. Ở bên kia, một nơi nào đó trong tinh không, một cô gái áo trắng ngăn cản ba người vô biên chủ. Nhìn thấy cô gái áo trắng, vô biên chủ lạnh nhạt nói, Nam Đế, có chuyện. Nam Đế. Cô gái áo trắng khẽ cười, vô biên chủ, đã lâu không gặp. Vô biên chủ lắc đầu, nói thẳng đi. Cô gái áo trắng chớp mắt, vô biên chủ, đừng như vậy. Trước kia chúng ta cũng xem như là bạn bè.
Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, có phải các người động đến vua dựa dẫm rồi không? Vua dựa dẫm? Nam Đế nheo mắt, người biết. Vô Biên Chủ lắc đầu, đoán. Nam Đế cười nói, Vô Biên Chủ, chúng ta chân thành mời ngươi gia nhập với chúng ta một lần nữa, nếu ngươi nguyện ý, ngoài vị trí đạo chủ, trong nghịch thiên đạo, bất kỳ chức vụ nào cũng tùy ngươi chọn. Vô Biên Chủ im lặng một lúc rồi nói, Nam Đế, ta nể mặt tình bạn trước kia. Ta nhắc nhở chút, giờ các ngươi kiếm chuyện với chủ nhân Bút Đại Đạo, không sao cả, thật đó. Chủ nhân Bút Đạo Đạo có lúc rất nhỏ mọn, nhưng có lúc cũng rất độ lượng, các ngươi làm loạn một chút, lăn qua lăn lại một chút, có lẽ hắn cũng sẽ không quản, nhưng tuyệt đối đừng gây chuyện với thiếu niên tên Diệp Huyên, đóc là một ngòi nổ, vừa chạm sẽ nổ tung. Nam Đế nhìn Vô Biên Chủ, hắn chính là người mà ngươi muốn giết lúc đầu, đúng chứ? Vô Biên Chủ im lặng. Nam Đế lại nói, ban đầu ngươi nói, giết chết một người, mọi thứ trên thế gian sẽ kết thúc. Ta biết, ngươi cũng không nhìn nổi mọi hành động của chủ nhân Bút Đại Đạo. Đúng không? Vô Biên Chủ im lặng. Nam Đế nói tiếp, ta đã điều tra qua, trước kia ngươi suýt đã thành công rồi. Nhưng lại bị một cô gái váy trắng ngăn cản. Cô gái váy trắng. Nghe thấy cách gọi này, mí mắt Vô Biên Chủ cũng khẽ giật. Nam Đế cười nói, Vô Biên Chủ, sức mạnh một người chung quy cũng có hạn, gia nhập với chúng ta, nếu chúng ta liên thủ, chắc chắn có khả năng. Vô Biên Chủ nhìn Nam Đế, các ngươi có biết sau khi giết hắn thì có nghĩa gì không? Nam Đế nói, có nghĩa có thể kết thúc mọi nhân quả. Vô Biên Chủ nheo mắt, thần mục tỉnh rồi. Nam Đế gật đầu, trước đó không lâu đã tỉnh rồi. Vô Biên Chủ lắc đầu, thần mục. Nói rồi. Ông ta thấp giọng thở dài, ta biết, ta không khuyên được các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi, nhưng, ta không muốn tham gia vào những chuyện này. Cáo từ, nói xong, ông ta quay người rời đi. Nam Đế bỗng nói, Vô Biên Chủ, rốt cuộc ngươi đang sợ gì? Vô Biên Chủ dừng bước, sau đó nói, không phải đang sợ gì, mà là ta đã chán ngấy rồi. Còn nữa, bây giờ dù ta có lựa chọn thế nào thì cũng phải cẩn thận dè dặt. Bởi vì nếu sơ sót một tí thôi là ta dễ rơi vào hố. Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn Nam Đế, Nam Đế, cuối cùng ta khuyên ngươi một câu, đừng kiếm chuyện với vua dựa dẫm. Người này bây giờ đã không màng đến võ đức nữa rồi, hậu quả kiếm chuyện với hắn so với kiếm chuyện với chủ nhân Bút Đại Đạo còn nghiêm trọng hơn cả trăm lần. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Tăng Vô và Thần Minh vội vàng đi theo. Nam Đế nhìn Vô Biên Chủ rời đi phía xa, im lặng không nói gì. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh Nam Đế, ông ta nhìn Vô Biên Chủ ở phía xa, khẽ cười nói, Nam Đế, đây chính là Vô Biên Chủ, người thiên mệnh năm đó sao? Nam Đế gật đầu. Người đàn ông trung niên khẽ cười, sau đó nói, ông ta có vẻ rất sợ. Nam Đế nhẹ giọng nói, có phải ngươi khinh thường ông ta không? Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, có một chút. Nam Đế quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, sau đó cười nói, cổ khuyết, người có biết năm đó thần mục đánh giá Vô Biên Chủ thế nào không? Cổ khuyết lắc đầu. Nam Đế cười nói, người chỉ đứng sau chủ nhân Bút Đại Đạo. Cổ khuyết nheo mắt, ta không phục. Nam Đế cười nói, đừng có mà không phục, năm đó đạo chủ và thần mục đã từng lôi kéo ông ta. Nhưng người này chẳng buồn gia nhập với chúng ta, chỉ muốn đi con đường riêng. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, có thể ngươi không biết, ông ta từng đối đầu trực diện với chủ nhân Bút Đại Đạo. Tuy bị đánh bại, nhưng, là ngươi thì ngươi có dám không? Ngươi dám trực tiếp đối đầu với chủ nhân Bút Đại Đạo. Cổ khuyết nhíu mày, hắn đã đến hệ Ngân Hà tìm chủ nhân Bút Đại Đạo. Nam Đế gật đầu, đúng vậy. Cổ khuyết thấp giọng nói, hắn thật sự từng đánh với chủ nhân Bút Đại Đạo. Nam Đế cười nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có thấy bây giờ ông ta khiêm tốn hơn rất nhiều rồi, năm đó rất kiêu ngạo, ngay cả thần mục và đạo chủ mà tên này cũng không quan tâm. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, đáng tiếc, ta vẫn cảm thấy ông ta năm đó hấp dẫn hơn, còn bây giờ, lại giống như hổ già bị nhổ mất răng vậy, thực sự chẳng có gì thú vị. Nói rồi. Nàng ta quay người rời đi. Cổ khuyết liếc nhìn phía xa, sau đó quay người rời đi. Ở bên kia, Tăng Vô hỏi, Vô Biên Chủ, bọn họ là người của nghịch thiên đạo.
Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, nghịch thiên đạo là thế lực thế nào? Vô Biên Chủ lạnh nhạt nói, một thế lực chống lại chủ nhân Bút Đại Đạo. Chống lại chủ nhân Bút Đại Đạo, Tăng Vô nhíu mày, tại sao nhiều người lại muốn chống lại chủ nhân Bút Đại Đạo như vậy? Vô Biên Chủ nhìn Tăng Vô sau đó nói, có nhiều người là vì tự do, nhưng phần lớn là vì muốn giết rồng sau đó trở thành con rồng kia. Tăng Vô ngây người. Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, thần mục là thần côn, sẽ hại bọn họ. Người này là đại sư bói toán, biết một ít thiên cơ đất trời, hắn có thể dự đoán được việc giết chết vua dựa dẫm thì có thể cắt đứt tất thảy nhân và quả, có nghĩa, thuật dự đoán của hắn đã đạt đến trình độ đáng sợ. Đáng tiếc, vẫn chưa hoàn thiện. Nếu không, có đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi kiếm chuyện với vua dựa dẫm. Nói xong, ông ta lắc đầu, tựu chung, người không hiểu mới là đáng sợ nhất. Tăng Vô trầm giọng nói, vậy tại sao ngươi không khuyên bọn họ? Vô Biên Chủ lạnh nhạt nói, ngươi không thấy vừa nãy ta đã khuyên rồi sao? Bọn họ nghe sao? Tăng Vô. Vô Biên Chủ nói tiếp, bọn họ sẽ không nghe theo, bởi vì ở thế giới bọn họ, chủ nhân Bút Đại Đạo chính là người mạnh nhất thế gian, bọn họ chỉ e sợ mỗi chủ nhân Bút Đại Đạo, có thể nói, ngoài chủ nhân Bút Đại Đạo, bọn họ sẽ không coi trọng ai khác. Còn về cô gái váy trắng kia, thực lực bọn họ có hạn, căn bản không cảm nhận được một nhân quả của cô gái váy trắng. Nói xong, ông ta thấp giọng thở dài. Tăng Vô thấp giọng nói, Vô Biên Chủ, tiếp theo người định làm gì? Vô Biên Chủ nhìn xung quanh, trốn. Tăng Vô và Thần Minh ngây người. Vô Biên Chủ thản nhiên nói, tiếp tục ở nơi này, ta sợ có một ngày bỗng nhiên lại bị chôn theo mất. Cho nên, mau trốn đi thôi. Nhưng, trước khi rời đi, sẽ dẫn các ngươi đến gặp một người. Tăng Vô có hút hiếu kỳ, ai? Vô Biên Chủ cười nói, một người xem như rất lợi hại. Nói xong, ông ta biến mất nơi xa. Thần Minh bỗng nói, Hòa Thượng, người nói xem tương lai kết cục của Vô Biên Chủ có phải là kết cục tốt đẹp không? Tăng Vô chắp hai tay, tại sao lại hỏi vậy? Thần Minh có chút lo lắng, chủ nhân Bút Đại Đạo đã sắp xếp cho hắn. Tăng Vô cười nói, Vô Biên Chủ chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp. Thần Minh quay đầu nhìn Tăng Vô, tại sao? Tăng Vô nhìn Vô Biên Chủ biến mất phía xa, khẽ nói, bởi vì chủ nhân Đại Đạo trước kia không thể cho hắn một kết cục tốt, nếu hắn không muốn cho Vô Biên Chủ một kết cục tốt, há lại để hắn xuất hiện lại. Chơi hắn sao? Vì vậy, lần này, chắc chắn Vô Biên Chủ sẽ có kết cục tốt. Nói rồi, ông ta nhìn Thần Minh, ngươi nhìn mấy người ở cấm địa thần hoang kia đi, kết cục những người ban đầu chống đối chủ nhân Bút Đại Đạo kia là gì? Còn Vô Biên Chủ thì sao? Ban đầu Vô Biên Chủ suýt nữa đã kéo theo chủ nhân Bút Địa Đạo chôn cùng, nhưng ngươi xem, chủ nhân Bút Đại Đạo có trách phạt hắn không? Thần Minh im lặng. Tăng Vô khẽ nói, Vô Biên Chủ cứ nói vua dựa dẫm, vua dựa dẫm. Thật ra hắn là người thiên mệnh, cũng là có núi dựa, mà núi dựa của hắn chính là chủ nhân Bút Đại Đạo. Từ một điểm có thể nhìn ra, người khác nhằm vào vua dựa dẫm, không phải bản thân chết thì cả nhà đều chết. Ngươi nhìn hắn xem, bây giờ vẫn sống tốt đấy thôi. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, hai chúng ta hình như chẳng có núi dựa gì. Nghe vậy, vẻ mặt hai người cứng đờ. Bỗng nhiên, hai người cảm thấy thật đau lòng. Khi Diệp Huyên mở mắt, lúc này hắn đã ở trong một đại điện. Cả đại điện trống rỗng, chẳng có gì cả. Mà trên tường xung quanh, Diệp Huyên nhìn thấy những phù chú kỳ lạ. Những phù chú này tạo thành từng hình thù kỳ lạ, trông rất kỳ dị. Đây là nơi nào? Diệp Huyên nhíu mày. Chẳng lẽ là dị quỷ tộc? Rất có khả năng. Bởi vì trước mắt mà nói, hắn chính là kẻ địch của dị quỷ tộc. Như nghĩ đến gì đó, hắn khẽ nhíu mày, mở lòng bàn tay, hắn phát hiện, kiếm thanh huyên của hắn đã không thấy đâu. Vẻ mặt hắn u ám. Ngay lúc này, một cô gái tiến vào điện. Diệp Huyên quay người nhìn cô gái khẽ cười, xin chào. Ta là Nam Đế. Nam Đế. Diệp Huyên nhìn cô gái, ta chắc chắn chúng ta không quen biết. Nam Đế cười nói, chắc chắn là không quen biết, đây là lần đầu gặp mặt của chúng ta. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, dị quỷ tộc. Nam Đế khẽ cười, tộc trưởng dị quỷ tộc cùng với thái thượng trưởng lão và chúng ta là một thuyền.
Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Nam đế chớp mắt, ngươi không sợ chút nào sao? Diệp Huyên nhìn Nam đế, tại sao ta phải sợ? Nam đế cười ha ha, ngươi đúng ta thú vị. Diệp Huyên lắc đầu, Nam đế cô nương, mục tiêu của các ngươi là ta, hay là người khác? Nam đế nhìn Diệp Huyên, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi, mà là chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhíu mày, chủ nhân bút đại đạo. Nam đế gật đầu. Diệp Huyên khó hiểu, mục tiêu của các ngươi là chủ nhân bút đại đạo, vậy các ngươi đi kiếm chủ nhân bút đại đạo đi chứ? Nam đế lắc đầu, thần mục của chúng ta đã tính toán, giết chết ngươi, thì có thể kết thúc mọi nhân và quả của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nhìn Nam đế chằm chằm, tại sao các ngươi không trực tiếp đi tìm chủ nhân bút đại đạo? Nam đế lắc đầu, chúng ta không đánh lại hắn. Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó. Thì ra các ngươi cũng là kẻ yếu sợ kẻ mạnh à. Nam đế cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Nói rồi, nàng ta đi đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói, ta muốn nói chuyện với ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nói gì? Nam đế cười nói, ngươi biết Vô Biên Chủ, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, từng gặp một hai lần. Nam đế nhìn thẳng Diệp Huyên, lúc trước người hắn muốn giết là ngươi, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Nam đế nhìn Diệp Huyên chằm chằm, tại sao lại từ bỏ? Diệp Huyên nói, muội muội ta xuất hiện. Nam đế cười, chính là cô gái váy trắng kia. Diệp Huyên nhìn Nam đế, ngươi biết. Nam đế gật đầu, từng điều tra qua. Bởi vì nàng ta ngăn cản, nên Vô Biên Chủ đã thất bại. Cũng có nghĩa là thực lực của muội muội ngươi ít nhất cũng là cùng cấp bậc với Vô Biên Chủ. Diệp Huyên im lặng. Nam đế nhìn Diệp Huyên, không nói gì, là ta nói sai rồi sao? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, sai rồi. Nam đế cười nói, ta đoán được rồi. Thực lực của muội muội ngươi, so với Vô Biên Chủ còn mạnh hơn chút. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ta không muốn nhắm vào Vô Biên Chủ. Nhưng ngươi lấy muội muội ta so sánh với Vô Biên Chủ, có phải có hơi không tôn trọng muội ấy không? Vô Biên Chủ. Nam đế nheo mắt, mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyên lắc đầu, các ngươi muốn giết ta, sau đó kết liễu chủ nhân bút đại đạo, đúng chứ? Nam đế gật đầu. Diệp Huyên không hiểu, vậy tại sao các ngươi vẫn còn không ra tay? Nam đế cười nói, đang đợi thần mục vẫn đang tính toán. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy ta cứ đợi thôi vậy. Nam đế bỗng đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tại sao ngươi lại không lo lắng chút nào? Là ai cho ngươi tự tin? Muội muội ngươi, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tại sao ngươi lại cảm thấy ta và chủ nhân bút đại đạo có liên quan? Nam đế cười nói, theo ta điều tra, trước kia ngươi cũng từng là người thiên mệnh, chỉ là đáng tiếc. Sau này ngươi bị đoạt mất thân phận người thiên mệnh. Hiện tại, ngươi không còn vận khí thiên mệnh trên người. Nếu không, chúng ta thật sự cũng có chút e ngại ngươi rồi, dù sao, muốn giết chết một người thiên mệnh, có thể phải trả cái giá rất 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 đắt. Diệp Huyên nói, bây giờ giết ta thì không trả giá sao? Nam đế khẽ nhếch miệng, đương nhiên, bây giờ giết ngươi, kẻ địch của chúng ta chính là muội muội ngươi, còn về muội muội ngươi, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó với nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Nam đế lại tiến thêm hai bước về phía Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng Diệp Huyên, ta biết ta có thể quá tự tin, nhưng ngươi không biết gì về nội bộ và thực lực của chúng ta, sau khi ngươi biết được chúng ta đáng sợ thế nào thì những chỗ dựa của ngươi cũng sẽ trở thành mây bay thôi. Diệp Huyên cười nói, ta mong được giết chết rồi đấy. Mong được giết chết. Lời này vừa thốt ra, Nam đế lập tức nheo mắt, thoáng chốc, nhiệt độ trong đại điện lập tức hạ xuống. Lạnh đến thấu xương. Diệp Huyên nhíu mày, ra tay đi. Nam đế đang định nói thì đột nhiên Diệp Huyên dùng kiếm ý hóa thành một thanh kiếm chém mạnh về phía trước. Kiếm đạo đại luân hồi. Kiếm này vừa chém xuống, một luồng kiếm ý nhân gian kinh người lập tức tuôn ra. Thấy Diệp Huyên bỗng ra tay, Nam đế nhíu mày, nàng ta phất tay áo, một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng ập đến. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh vừa va chạm đã nổ tung, cả đại điện rung chuyển. Những phù chú trên tường xung quanh lập tức chuyển động, từng luồng sức mạnh đáng sợ vây khắp xung quanh. Ở phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, hắn nhìn Nam đế,
khẽ nhếch miệng khinh thường, đến đây. Giết ta đi. Vừa nói xong, hắn đột nhiên lao lên, lại chém xuống một kiếm. Kiếm này vừa chém xuống, hắn không chỉ dùng kiếm ý nhân gian và luân hồi chi lực, mà còn dùng cả huyết mạch chi lực trong cơ thể. Ba sức mạnh tập trung trong một kiếm, uy lực của kiếm này thoáng chốc tăng lên gấp bội. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ kiếm của Diệp Huyên, Nam Đế nhíu chặt mày, nàng ta mở lòng bàn tay, một lá bùa kỳ dị bỗng xuất hiện, sau đó nàng ta lao lên trước, nện mạnh xuống một cái. Ầm ầm. Một luồng sáng vàng kim bỗng tuôn ra từ lòng bàn tay nàng ta. Ầm. Một vùng kiếm quang đỏ như máu và tia sáng vàng kim đột nhiên bùng nổ, chớp mắt, hai người liên tục lùi về sau. Diệp Huyên vừa lui đã trực tiếp lui đến vách tường. Rầm. Thân thể hắn run rẩy dữ dội. Thế nhưng, hắn cũng không bị thương gì nặng, bởi vì giáp quan huyên mà Tần Quan tạo ra cho hắn đã giúp hắn ngăn cản phần lớn sức mạnh. Thế nhưng, sức mạnh người phụ nữ này cũng rất mạnh, vì vậy, có một phần sức mạnh vẫn đánh thẳng vào người hắn, khiến hắn bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ở phía xa, Nam Đế nhìn trước ngực Diệp Huyên. Vẻ mặt vô cảm, giáp thần. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, trong thân thể hắn, vô số kiếm ý nhân gian điên cuồng tuôn ra. Chớp mắt, vô số kiếm ý nhân gian ngưng tụ thành một luồng thế. Kiếm thế nhân gian. Nam Đế nheo mắt, kiếm ý. Không thể không nói, lúc này trong lòng nàng ta vô cùng kinh ngạc, bởi vì cảnh giới của Diệp Huyên thấp hơn nàng ta rất nhiều. Nhưng, Diệp Huyên lại có thể đỡ mấy chiêu liên tục của nàng ta. Hơn nữa nàng ta phát hiện, kiếm đạo của Diệp Huyên rất đặc biệt, cũng rất mạnh. Yêu nghiệt. Mặc dù nhìn Diệp Huyên có phần khó chịu, nhưng nàng ta không thể không thừa nhận, thiếu niên trước mặt thật sự rất yêu nghiệt. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lao về trước, một kiếm chém về phía Nam Đế. Thoáng chốc, vô số kiếm thế gộp vào một kiếm này, tựa như một cơn lũ lớn quát qua đại điện, ập thẳng về phía Nam Đế. Ở phía xa. Ánh mắt Nam Đế chợt lạnh lẽo, nàng ta bỗng trở nên hư ảo, biến mất tại chỗ. Bù! Âm thanh chói tai bỗng vang lên khắp đại điện. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang vọng khắp đại điện. Thoáng chốc, cả đại điện lập tức rung chuyển, bởi vì những phù chú thần bí kia trấn áp nên dù sức mạnh hai người tuy vô cùng kinh khủng, đại điện cũng không bị phá hủy. Diệp Huyên lại nện vào tường. Lần này còn nặng hơn cả lần trước nhiều. Máu chảy từ khóe miệng hắn không ngừng. Mà ở phía xa, Nam Đế cũng liên tục lùi đến góc tường. Lúc này, sắc mặt Nam Đế đã vô cùng khó coi. Nhục nhã. Nàng ta lại bị một kẻ có cảnh giới thấp hơn rất nhiều đánh lui. Đây đúng là vô cùng nhục nhã. Nam Đế giống lên một tiếng, xòe tay phải, một phù chú vàng kim xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó... Sức mạnh kinh người liên tục tuôn ra từ bàn tay nàng ta. Ầm ầm. Trong chớp mắt, thời không trong cả đại điện lập tức gãy khúc. Ở phía xa, ánh mắt Diệp Huyên bỗng trở nên hung hăng. Trong cơ thể hắn, huyết mạch bất khuất sôi sục điên cuồng, từng luồng huyết mạch chi lực đáng sợ và kiếm ý nhân gian ngưng tụ vào kiếm trong tay hắn. Không có kiếm Thanh Huyên. Nếu không, sức chiến đấu của hắn còn có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, không có kiếm Thanh Huyên, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Nam Đế bỗng biến thành hư ảnh biến mất, sau đó, trong đại điện đột nhiên nứt ra. Lúc này, những phù chú thần bí trấn áp kia cuối cùng cũng không chịu đựng nổi sức mạnh kinh người của Nam Đế. Mà lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên cũng biến thành một luồng kiếm quang biến mất. Đối đầu trực diện. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng, cả đại điện lúc này lập tức hóa thành cho bụi, Diệp Huyên và Nam Đế đồng thời lùi liên tục về sau, Diệp Huyên lùi mãi đến mấy vạn trượng. Nam Đế cũng lùi gần cả vạn trượng. Đại điện tuy vỡ vụn, nhưng phù chú lại không hề biến mất mà bay lơ lửng trên không. Sau khi Nam Đế dừng lại, sắc mặt nàng ta bỗng vô cùng khó coi. Vậy mà nàng ta lại không thể giết chết Diệp Huyên. Phải biết là... Nàng ta là hiện tại đạo, so với Diệp Huyên thì cao hơn cả mấy cảnh giới. Quá yêu nghiệt. Nam Đế nhìn Diệp Huyên, ánh mắt vô cùng nặng nề. Bản thân nàng ta cũng từng là một yêu nghiệt siêu cấp, mà nàng ta cũng từng thấy rất nhiều yêu nghiệt, nhưng,
yêu nghiệt như Diệp Huyên thì nàng ta lần đầu gặp được. Cách biệt nhiều cảnh giới đến vậy. Ở phía xa, Diệp Huyên lau vết máu ở khóe miệng, sau đó nhìn Nam Đế phía xa, hắn nhướng mày, chỉ vậy sao? Nam Đế nheo mắt, nếu không phải thần mục đã dặn trước là bây giờ không thể giết ngươi, ngươi nghĩ rằng mình còn có thể sống được sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng cho rằng ngươi có muội muội ngươi, thì có thể ngông cuồng, ở trước mặt nghịch thiên đạo ta, muội muội ngươi là thứ gì chứ? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, trước kia cũng cả một người kiêu ngạo như ngươi vậy, mà bây giờ, cỏ trên mộ hắn cũng cao cả mấy trượng rồi, ngươi có biết kẻ đó là ai không? Thiên Diệp. Nam Đế nghe thấy lời nói của Diệp Huyên không khỏi cười khẩy một tiếng, không biết. Diệp Huyên lắc đầu, cũng không định nói nhiều với người phụ nữ này nữa. Cả chủ nhân bút đại đạo mà mấy người này còn sợ hãi như vậy mà đòi chống lại Thanh Nhi. Hoàn toàn không phải ở cùng một cái trục hoành luôn. Hơn nữa, tuy thực lực của người phụ nữ ấy mạnh đó, nhưng cả hắn cũng có thể đánh một trận thì có thể nói nàng ta thậm chí còn đánh không lại Vô Biên Chủ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện ở hiện trường. Ông ta liếc Diệp Huyên rồi quay đầu nhìn về phía Nam Đế bên cạnh nói, thần mục đại nhân muốn gặp hắn. Thần mục. Nam Đế nghe vậy trong mắt chợt toát lên vẻ vui sướng, thần mục đại nhân xuất quan rồi à? Người đàn ông trung niên gật đầu, quay đầu nhìn Diệp Huyên nói, Diệp công tử, xin mời. Lần này, Diệp Huyên không có chống cự, cất kiếm đi nói, vậy đi thôi. Người đàn ông lại liếc Diệp Huyên một cái mới xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Nam Đế bên cạnh cũng vội vàng theo sau. Diệp Huyên đi theo hai người đến một cái thung lũng, bên trong có một căn nhà tranh đơn sơ, đằng trước là một vườn rau trồng đủ loại rau dưa. Người đàn ông trung niên đưa Nam Đế và Diệp Huyên đến trước căn nhà rồi lùi sang bên cạnh. Ông ta nhìn Diệp Huyên nói, Diệp công tử, mời vào. Diệp Huyên đi vào nhà, bên trong có một ông lão đang ngồi khoanh chân trên giường, hai tay đan trước mặt, nhắm mắt như đang tu luyện. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn thoáng qua ông lão. Bấy giờ, ông lão bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía Diệp Huyên cười, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyên cũng không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh. Ông lão ngó Diệp Huyên nói, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, ta muốn giết ngươi, kết thúc nhân quả của chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, vậy giết đi. Ông lão mỉm cười, ngươi không sợ nhỉ. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, cũng không phải là không sợ, ta chỉ có một mình, cô đơn chiếc bóng. Thực lực lại không mạnh bằng các người. Ngoài việc bình tĩnh đối mặt với nó thì ta còn có thể làm sao? Cầu xin các ngươi tha cho mình hả? Dù có cầu xin thì cũng có tác dụng chắc. Ông lão lắc đầu, vô dụng. Diệp Huyên cười, vậy chẳng phải là được rồi sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên hỏi, hồi đó, Vô Biên muốn giết ngươi nhưng không thành công là vì người muội muội kia của ngươi đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên nói, ta mới bói một quẻ nhưng lại không cảm giác được toàn bộ nhân quả của nàng. Đây là tại sao? Diệp Huyên thành thật đáp, có thể là do người quá yếu. Ha ha! Ông lão cười khẽ, chàng trai trẻ, ngươi cảm thấy ta yếu. Diệp Huyên nhìn ông ta nói, nếu ngươi không yếu thì sao không thể cảm giác được nhân quả của muội muội ta? Ông lão cười nói, nàng chắc hẳn đã chặt đứt nhân quả của quá khứ. Hiện tại và tương lai. Cũng có nghĩa là cảnh giới thấp nhất của nàng cũng là tương lai đạo. Diệp Huyên im lặng. Ông lão lại nói, ta gọi người tới là có một chuyện muốn hỏi. Ta suy diễn thiên cơ, giết người đúng là có thể kết thúc toàn bộ nhân quả của chủ nhân bút đại đạo. Thế nhưng, tại sao có thể kết thúc thì lại không biết. Người có thể giải thích cho ta không? Diệp Huyên lắc đầu, điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là các ngươi đã chuẩn bị làm thế, chẳng phải sao? Ông lão nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên đứng dậy nói, ta sẽ không trốn, lúc nào các ngươi muốn giết thì cứ đến tìm ta là được. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên đi tới cửa thì bỗng nhiên dừng lại hỏi, có thể trả kiếm lại cho ta không? Ông lão lắc đầu, tạm thời thì không thể. Diệp Huyên gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhấc chân rời đi. Bên trong nhà tranh, thần mục mở tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay. Ông ta nhìn nó, im lặng không biết đang nghĩ gì.
Sau khi Diệp Huyên rời khỏi nhà tranh bèn ngó Nam Đế và người đàn ông trung niên đang ở đằng xa, cuối cùng dừng lại trên người Nam Đế nói, nào, đánh thêm lần nữa đi. Nam Đế híp mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Diệp Huyên bỗng hóa thành một luồng kiếm quang biến mất khỏi tại chỗ. Vèo. Thời không trước mặt Nam Đế trực tiếp nứt ra một cái khe khổng lồ. Kiếm quang phóng tới. Trong mắt Nam Đế lóe lên vẻ tàn nhẫn, đấm mạnh ra, một sức mạnh khủng bố chút ra từ trong nắm tay của nàng ta. Thoáng chốc, một luồng sức mạnh đáng sợ quét ngang qua sân như cuồng phong bão tố. Ầm. Theo kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên cũng bị đẩy lùi cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở tay phải ra rồi xoay tròn. Ầm. Thoáng chốc, vô số kiếm ý nhân gian chợt tràn ra từ trong người hắn. Kiếm ý nhân gian. Nam Đế thấy kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc. Lúc trước, nàng ta đã bị thiệt thòi lớn từ kiếm ý kia. Mà giờ phút này, nàng ta phát hiện kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên lại trở nên càng mạnh hơn. Đúng là biến thái. Nam Đế liếc Diệp Huyên, chậm rãi siết chặt tay phải, trong lòng bàn tay im lặng hiện lên một cái phù văn màu vàng. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất. Xoẹt. Thời không trước mặt Nam Đế chợt nứt ra, một thanh kiếm xuyên không phóng ra. Nam Đế híp mắt, giơ tay đánh một chưởng. Phù văn trong lòng bàn tay tỏa ra một sức mạnh khủng bố. Ầm. Một kiếm đáng sợ ấy của Diệp Huyên lập tức bị sức mạnh kinh khủng kia chặn lại. Nam Đế nhìn Diệp Huyên đối diện, trong mắt toát lên vẻ khinh bỉ, ngay cả đạo văn cũng chưa tu luyện ra, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn chống lại ta sao? Nàng ta nói xong bèn đè mạnh xuống. Oanh! Kiếm quang nát, Diệp Huyên cũng lùi lại cả vạn trượng. Khi Diệp Huyên vừa dừng lại, Nam Đế đã xuất hiện trên đầu hắn rồi bổ xuống một trường. Một trường này vừa đập xuống, cả vòm trời cũng như bị lún xuống, một uy áp khủng bố trực tiếp ép cho Diệp Huyên không thở nổi. Trong mắt Diệp Huyên toát ra vẻ dữ tợn, giẫm mạnh chân phải xuống, cả người hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Vèo. Một kiếm ấy trực tiếp phá nát sức mạnh khủng bố kia rồi đâm thẳng đến Nam Đế. Nam Đế thấy sức mạnh của mình lại bị một kiếm của Diệp Huyên phá hủy thì con ngươi chợt co rút lại. Ngay sau đó, nàng ta chợt gầm lên, lại bổ xuống một chưởng. Giờ đây, có vô số ánh vàng bắn ra từ trên người nàng ta. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên trực tiếp bị đánh rớt khỏi không trung. Sau khi rơi xuống cả mấy vạn trượng, dưới chân Diệp Huyên bỗng hiện lên một mảnh kiếm quang đỡ hắn dừng lại. Song lúc này, Nam Đế bỗng lẩm bẩm một chú ngữ cổ xưa. Chẳng mấy chốc, một cái phù văn to lớn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Ầm, một luồng uy áp kinh khủng trực tiếp bao phủ lấy hắn. Bên dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu liếc nhìn phù văn kia, mặt mày vẫn không chút thay đổi, tay phải khẽ đảo, vô số kiếm ý nhân gian xung quanh lập tức hóa thành một thanh kiếm nằm trong tay hắn. Song giờ đây, Nam Đế bỗng đè mạnh tay phải xuống quát, diệt. Nàng ta vừa dứt lời, phù văn màu vàng trên đầu Diệp Huyên bỗng nhiên rớt xuống, vô số tia sáng màu vàng giống như một cơn mưa to hạ xuống, sắp bao phủ Diệp Huyên. Diệp Huyên cong môi nở một cười dữ tợn, huyết mạch trong người bỗng nhiên sôi trào. Phút chốc hắn đã biến thành một người máu. Sau đó, Diệp Huyên hóa thành một luồng kiếm quang màu máu phóng lên cao. Cùng lúc đó, vô số kiếm ý nhân gian cũng phóng thẳng lên cao, chấn động cả một vùng trời. Ầm. Luồng kiếm quang màu máu do Diệp Huyên hóa thành tựa như một dòng thác lập tức chẻ đôi cơn mưa ánh vàng. Cuối cùng, chém thẳng lên phù văn màu vàng trên trời. Ầm. Đất trời bỗng rung lắc kịch liệt, một sức mạnh khủng bố chợt khuếch tán, thoáng chốc quét ngang qua mấy trăm cái tinh vực. Bấy giờ, phù văn màu vàng vốn sáng lấp lánh vậy mà lại trở nên tối đi. Nam Đế thấy thế, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin, không thể nào. Đúng lúc này, Diệp Huyên lại bổ xuống một kiếm. Ầm. Phù văn màu vàng kia run lên rồi tỏa ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Xong, nó thế mà lại bắt đầu nứt ra. Nam Đế thấy cảnh đó thì thầm hoảng sợ, mở tay ra, phù văn màu vàng bay thẳng vào tay. Nàng ta nhìn Diệp Huyên đằng xa quát, ngươi chán sống à? Nàng ta quát xong bèn nhắm mắt lại,
giữa trán chợt xuất hiện một ký tự màu tím. Đây là đạo văn thứ hai của nàng ta. Những ai đạt tới quá khứ đạo sẽ có một cái đạo văn, đạt tới hiện tại đạo sẽ có hai đạo văn. Mà đạo văn giữa trán của nàng ta chính là cái thứ hai. Hiển nhiên, lúc này Nam Đế đã thật sự tức giận, muốn giết chết Diệp Huyên. Xong giờ đây, Diệp Huyên lại bỗng nói, không đánh. Hắn nói xong dứt khoát xoay người hóa thành một luồng kiếm quang màu máu biến mất ở đằng xa. Nam Đế ngây người, sau đó đuổi theo, nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt nàng ta đã trở nên hết sức khó coi. Bởi vì Diệp Huyên thế mà lại trở về trước căn nhà tranh kia của thần mục. Nam Đế nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, ánh mắt sắc như đao. Bên dưới, trước gian nhà tranh, Diệp Huyên ngồi khoanh chân xuống đất, hít sâu một hơi rồi bắt đầu tu luyện. Trận chiến ban nãy khiến hắn gặt hái được rất nhiều. Nó cũng khiến hắn có một nhận thức rõ ràng về thực lực của mình. Giữa hắn và Nam Đế vẫn còn một chút chênh lệch, nhưng cũng không phải rất lớn. Mà sự chênh lệch không quá lớn ấy phần lớn là nhờ vào công lao của kiếm ý nhân gian. Kiếm ý nhân gian. Đến giờ phút này, Diệp Huyên mới cảm nhận được sự khủng bố của nó. Hơn nữa, kiếm ý nhân gian vẫn đang không ngừng lớn mạnh. Có thể nói, nếu trong cùng một cảnh giới thì giờ hắn gần như đã là vô địch. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Diệp Huyên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận kiếm ý nhân gian. Lúc này, Nam Đế bỗng xuất hiện trong sân nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ rõ sát khí. Bấy giờ, trong gian nhà tranh chợt vang lên giọng nói của thần mục Nam Đế. Nam Đế nghe vậy quay đầu đi, bước vào trong nhà, hơi khom lưng với thần mục. Thần mục cười hỏi, mất kiên nhẫn vậy luôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 228.